Cô gái hay lấy tiền nấu trứng. Ai học gì lộn không? Ủa, dì Tư. Muốn học gì lộn ủng hộ con dì Tư. Ai muốn học gì lộn không? Tôi mua. Dân chơi miền Tây, Tây, dân chơi miền Tây, Tây, dân chơi miền Tây cứ ăn chơi hoài sáng không ra đồng, tôi đi lòng vòng, ai mà chịu nổi. Ai tới miền Tây, hỏi tên tôi ai ai cũng biết, con nít cũng biết, ba đạp xe lôi, má băng hột xoàn miền Tây nổi tiếng, nổi hơn Minh Tinh. Bởi tôi sang giàu, có tiền mua tiền muốn ai cũng được, giàu mà, muốn cưới em lại, về làm dâu cho má tôi vui. Thần trai đào hoa khắp miền Tây ai ai cũng biết, công tử miền Tây anh tỉnh giàu sang, có ruộng vườn cò bay thẳng canh, bay xong chết luôn, lấy anh đi lại nếu mà em ứng má qua cười liền, chịu đi lại hãy mau yên lòng về đây làm dâu cho đại gia tỉnh. Ai tới miền Tây thấy là ghiền, chân chơi miền Tây không có phiền, chỉ sợ lúc nó không có tiền, nó hay nổi khùng nó nổi điên, đánh mất những gì nó hồn nhiên, lúc đó nó nổi bằng tiếng miền, bạn bè xung quanh ai có tiền không cho nó mượn dễ gì yên. Dân chơi miền Tây rất ngoan hiền, dân chơi miền Tây không có phiền, dân chơi miền Tây lại. Trời ơi, con nói rồi, chỗ này nó có cái lỗ, để con, để con. Trời, con banh càng bịt lỗ bảo vệ cậu. Trời ơi, cái lỗ gì mà lỗ ác nhơn vậy? Dạ. Trời, dám chút hư bộ đồ vía của tao rồi. Tao có ghẻ mày? Con biết mà. Đây nè, đôi giày tao mới mua. Quá bóng. Cái quần tao mới mà. Quá đẹp. Cái áo tao mới mà. Quá sang. Cũng như chuyện tao mới mượn nè. Quá đẹp. Ôi, 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 ôi. Mới mua luôn mày. Trời ơi, lỗ gì mà lỗ ác nhơn vậy trời. Trời, trời ơi, ơi, bưng quá, bưng quá. Thấy lại. Trời ơi, nãy giờ tôi lo xỉa xói cây cầu không mà tôi quên hỏi thăm Lại. Lại ơi, hồi nãy đi qua cầu á, Lại có bị lọt cầu không Lại? Lại. Trời ơi, làm gì vậy anh Tửng? Tửng. Tửng. Ủa sớm mình ai tên Tửng vậy Lại? Ai tên Tửng vậy? Mày tên Tửng hả? Con tên Tửng mà. Nghe cái tên là thấy không khí ô nhiễm rồi. Vậy chứ ai tên Tửng? Cậu. Ai không biết. Lại. Tửng là hồi nhỏ thôi. Hồi nhỏ tại tôi khó nuôi á, ba má đặt tên Tửng cho dễ nuôi. Giờ đổi tên rồi. Vậy hả? Ừ. Vậy anh đổi tên gì? Đổi tên gì? Nói đi. Nói kỳ lắm. Nói đi. Thôi. Nói đi. Phải. Có 10 phút đâu. Tên tôi là cô làm kiếm khách hiệp sầu với ai khổ não trường sư bất lão ngũ a ca mai thiết lập. Anh ơi, tên của anh đâu? Mới đọc đó. Anh mới đọc quá hả? Ừ. Trời ơi. Ê, khoái. Khoái rồi đó cậu. Khoái cũng khoái mà. Trời ơi, lần đầu tiên em nghe cái tên gì đâu mà dạy có bao nhiêu thuận vậy đó anh. Lại nói cái gì vậy? Lại có biết là lại nói như vậy là làm tôi đau cái gì mày? Cái lòng. À rồi rồi. Cái lòng phèo không? Cái lòng phèo gì ở đây? Cái lòng gì? Rồi rồi rồi, nhớ rồi, quên. Cái lòng thòng không? Cái lòng thòng nó ghê hơn cái lòng phèo nữa. Cái gì? Cái này nè. Mệt quá. Nói chung là đau ở đây nè. À, nghĩ sao vậy? Tên người ta có chút ép vậy cũng không nhớ nữa. Nếu mà thương thiệt tình á, dù tên tôi dài bằng cái tỉnh Vĩnh Long này cũng nhớ nữa. Đúng rồi đó cậu. Thôi được rồi, tôi nói nhắc lại một lần cho là nhớ nghe không? Tên của tôi á là Cô Long Kiếm Khách Hiệp Sầu Bi Ai Khổ Não Trường Sinh Bất Lão Ngũ A Ca Mai Thiết Lập. Nếu mà khó quá thôi rút gọn lại nói đi. Rút gọn thành gì anh? Lấy tơ chữ đầu chữ cuối gáp lại là tên tôi á. Là... Cô Lập. Tự nhiên tao đọc cái tên tao xong, tao có cảm giác tao bị ghẻ lạnh, bị bỏ rơi. Cô Lập. Cậu, con nghe tên cậu xong con tưởng cậu đang ở tù. Trời, giống như là không ai chơi với cậu con. Ông ơi, tù. Mày muốn cắt lương không? Con giận, dễ thương quá. Hai người duyên dáng quá ha. Ở đây chơi tiếp đi nghe. Ơi, lại đi đâu vậy?
tao nhớ rồi. Lại ơi, tôi với Lại có duyên lắm đó Lại. Vậy hả? Thiệt. Hồi hôm nè, nhớ không? Nhớ hồi hôm tôi nằm mơ không? Nhớ anh không? Dễ thương quá à. Nhớ anh không? Nằm mơ sao tôi nhớ anh. Trời ơi. Nhưng mà không sao, nói chung là có duyên lắm. Trời ơi, hồi hôm tôi nằm mơ tôi thấy tôi đi quýnh bài. Vậy hả? Ừ. Sáng ra y như rằng là tôi gặp Lại. Trời ơi. Duyên không? Duyên không? Duyên ngoại duyên quá mà. Ủa gì đâu, có gì đâu duyên. Trời, thì đi quýnh bài gặp Lại. Vừa có duyên mà vừa có giận nữa. À, duyên là duyên. Duyên là duyên. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Quên, quên. Dạ, dạ. Ê, mày, ước gì phải. Tối nay tao nằm mơ, tao thấy tao bị lọt mương. Ủa chứ vậy cậu? Để sáng ra tao gặp Việt Hương. Việt Hương lọt mương, trời gì vậy mà. Cậu, con thần tượng anh Đại Nghĩa lắm cậu. Hả? Con thần tượng Đại Nghĩa, con nằm mơ sao gặp anh Đại Nghĩa cậu. Trời, muốn gặp Đại Nghĩa thì tối mày nằm mơ mày thấy mày đi. Vô Duyên, Vô Duyên đi đâu? Vô Duyên. Đi mua cái dĩa. Dĩa gặp anh Đại Nghĩa. Dạ, dạ. Chứ má tưởng má đi đâu vậy? Đi mua cái dĩa. Trời ơi à. Ở đây chơi đi. Trời ơi, đi đâu mà vội mà vàng, mà dấp phải đá, mà hoàng phải dây. Dừng chân ghé lại nơi đây. Cậu ơi, miếng đó người ta xài đầy. Miếng xài đầy là sao mày? Miếng xài đầy có nghĩa là cái chiêu cô gái này nó bị cũ á. Trời, cô gái mà xài chiêu cũ, trời nhục quá. Mới đi cậu. Coi cậu mà chơi chiêu mới nè. Dạ. Lại. Bán ông lộn hả? Ừ. Mượn ai? Trả đây. Trả đây. Ai? Lại đây nè, lại đây nè, lại đây nè. À. Lại. Tự nhiên không hiểu sao mỗi lần mà tôi gặp Lại á, cái tôi hứng ăn trứng. Trứng gì Lại? Ông lộn nè. Nhớ không? Bữa hôm rồi đó, tôi ra chợ tôi thèm hộp vịt lộn quá. Tôi gặp Lại cái tôi mua lộn nguyên cái rổ hộp vịt lạc. Xong tôi đem về tôi luộc hộp vịt lạc. Vậy mà tôi cứ tưởng là tôi luộc hộp vịt lộn. Tôi nói với má tôi, má đây là hộp vịt lộn. Má tôi cứ cãi, đây là hộp vịt lạc. Trời ơi, tôi nói là đây là hộp lộn, không phải hộp lạc. Má tôi nói đây là hộp lạc chứ phải hộp lộn. Đến khi tôi luộc cái hộp vịt lộn nó ra mới biết à đây là hộp lạc chứ phải hộp lộn. Cười lắm hiểu à. Cười lắm hiểu. Nói lại cậu, nói lại. Công nhận mặt đẹp mà ngu dễ sợ. Tính tác tao á, vô duyên. Tự tác luôn. Không sao, nói lại nè. Thì đổi phong thủy nha. Lần này nói là hiểu liền nhau ha. Thì bữa đó tôi thèm một vịt lộn, xong tôi ra chợ tôi mua lộn vịt lạc, tôi đem về tôi lộn vịt lạc. Điểm tôi cứ tưởng là tôi lộn vịt lộn, tôi nói với má tôi, má đây là lộn, má tôi cãi đây là lạc, tôi nói rồi đây là lộn chứ phải lạc, má tôi cứ cãi đây là lạc chứ lộn. Trời ơi, tôi lộn cái vịt lộn, nó biết đây là lạc đây là lộn. Cười nữa. Không mà hiểu nữa. Nói lại nữa. Thì bữa đó tôi thèm vịt lộn, tôi ra chợ tôi gặp lại lộn vịt lộn vịt lạc, tôi lộn vịt lộn vịt lộn vịt lộn vịt lộn vịt lộn, nói chung là không phải lộn, hiểu không? Thấy không? Trời ơi. Mày ơi. Tao lộn lạc một hồi nó lộn não luôn là sao vậy? Lộn lạc gì con ta vậy, qua coi. Lại bình tĩnh Lại ơi. Nói chung dù lộn hay lạc gì tôi cũng muốn luộc Lại hết. Nói gì vậy? Luộc Lại. Còn Lại thì tôi chỉ like. Nè, là thích đó Lại. Cậu. Anh kia. Nè. Giữa ba ngày ba mặt làm gì vậy hả? Hả? Dislike. Tấn bộ cũng Lại. Trời ơi, gì đâu sợ, mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ lên. Dạ. Nghe tao mà. Vô. Giờ sao? Tôi nói Lại là bộ tôi đó rồi sao? À, nói gì vậy? Vậy mũi luôn trời ơi. Trời ơi, vậy sương sương luôn. Trời, nó quýnh tôi mà con ơi, trời Việt luôn. Nó làm gì vậy? Người ta mới đụng nhẹ làm gian dạ gì coi không được rồi đó. Mình phải ai vậy? Anh Tấn. Tấn gì vậy? Giận sao? Quân ác nhân. Quân chính thường. Trời ơi. Cậu của tao nha. Cậu của tao là tao cưng như trứng. Tao hứng như hoa. Vậy mà lỡ lòng nào mày lên gói cậu tao, mày giọng của cậu tao. Trời ơi. Trời ơi, duyên dễ sợ. Dễ sợ luôn á. Hay không, hay không? Tập lâu không? Lâu lắm, lâu không ăn dạ nè, bây giờ phải tập. Đúng rồi. Tâm lý hay đó. Là nãy giờ là tập kịch đó hả? Dạ, đúng rồi, diễn phụ. À, là lấy tao làm thú vui cho trời là thiên hạ đó hả? Dạ. Vui quá, vui. Cười nãy giờ đủ rồi. Sao? Tôi nói Lại là của tôi. Dạ, anh muốn gì?
cả cái xóm này ai cũng biết là người yêu của tôi. Bây giờ anh nói là người yêu của anh là sao? Tao thích vậy đó, trời ơi, dán đóng thuyền hả? Tao cười dán tao lấy đinh luôn đó, lại là của tao. Nhưng mà tôi nói đây là người yêu của tôi. Làm vậy. Tôi đâu có làm vậy, tôi muốn nói chuyện với anh thôi. Tao nó tặng nó xiết tao kìa, trời ơi, mình không lên đây. Anh đứng lại nói chuyện với tôi nè. Mình không lên đây. Anh đứng lại. Anh đứng lại chưa? Anh nói chuyện với tôi nè, anh đi đâu vậy? Ôi, lại bị té mưa kìa. Ôi lại. Té mưa nè. Liêu. Bà con ơi, bà con ơi, cứu nè, cứu nó đi. Cứu nó đi bà con ơi. Trời ơi, cứu nó đi, trời ơi, bà con ơi, tình làng nghĩa xóm đâu hết rồi. Cứu nó đi, trời ơi, sao không ai cứu hết trơn vậy? Cứu nó đi mà, trời ơi, sao mà sống các bạn quá. Bạn quá trời bạn. Cái người này dở quá cậu ơi. Cứu nó đi. Đâu? Đâu? Chánh ra. Đi. Mày giết tao một lần chưa đủ hả? Con lỡ tay mà. Cậu ơi, ra coi. Bà con ơi, hồi nãy lúc mà tôi bị té xuống sông á, có một bàn tay của một tráng sĩ chìa ra dớt tôi vô. Cho tôi hỏi, là ai vậy? Là ai vậy? Ân nhân liệu Tấn ơi, cảm ơn Tấn nha. Cảm ơn gì? Trong hoàn cảnh này thì ai cũng làm giống như tôi thôi à. Mà tôi nói anh nghe chưa, không phải là một mình anh té đâu, cả cái xóm này nè đó, mọi người nè, ai cũng té hết trơn á. Tôi nè, Lai nè, cũng đều té hết trơn. Té riết rồi ai cũng biết bơi à. Trời ơi, thương quá à. Anh Tuấn, anh nói đúng đó. Anh có biết tại sao á mà tôi ưng anh Tuấn không có ưng anh không? Sao vậy, tôi không biết. Tại anh ích kỷ dữ lắm. Nhà anh có tiền á mà anh làm gì đâu không à. Anh không có chịu giúp đỡ bà con xây cầu. Anh Tuấn nè, anh làm thợ hồ, anh phụ giúp mọi người, anh sửa cái cầu lại. Bởi vậy tôi mới ưng ảnh á. Trời, Lại sao vậy? Lại không nói cho tôi biết sớm, để hồi đó tôi bỏ hết luôn, tôi chỉ đi học làm cầu thôi, để tôi xây cây cầu, lâu lâu tôi với Lại đi cầu chung. Cái anh này thì mai mốt á, anh ráng anh làm cầu đi, rồi một ngày nào đó có một cô gái nào á cổ ưng anh, cổ qua nhà anh. Con nè. Một tiết mục rất tốt rồi Tấn Phát, và hy vọng là đâu xui thì đuôi sẽ lọt. Cảm ơn anh. Như đặc biệt rất thích những tiết mục mà về miền Tây sông nước, mà cái anh chàng Tấn Phát này lại làm cho Như cảm thấy rất là hứng thú, bởi vì anh có cái sự hào sảng hoạt ngôn, nó có một sự điệu điệu nhưng mà nhìn không có ghét được. Dễ thương lắm, dễ thương, nhưng rất là chân chất mộc mạc. Đúng rồi, phát. Một cái tiết mục mở màn mà diễn như vậy, rồi cái nội lực của anh, với lại anh có một cái đại từ tốt nữa, nên Như cảm thấy tiết mục này rất là tốt. Và cảm ơn Lập đã mang đến Cửa Xuân Việt một cái tiết mục rất là hay. Và cảm ơn thí sinh Tấn Phát, cảm ơn rất nhiều. Ủa mà Tấn Phát, bảo hỏi là Tấn Phát là năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Em năm nay 22 tuổi. 22 và Như mới kêu bằng anh. Thấy đẹp trai kêu bằng anh đúng không? Tôi có kêu anh đâu. Dạ có. Chị kêu anh thôi, em 25 tuổi có bao giờ chị kêu em anh đâu. Thấy tao đẹp trai mày đặt kêu anh. Chị gặp, bây giờ tôi thấy con trai trên sân khấu tôi có biết nhiêu tuổi đó, tôi kêu bằng anh, lỡ người ta lớn hơn tôi thì sao? Không, nói chung là chị gặp trai chị bị loạn ngôn ngữ, giận tức nữa, chị hiểu không? Là chuyện rất là bình thường. Nói chung là cỡ nào là Thải Như gặp ai cũng kêu bằng anh đó. Gặp chú Trung Dân kêu bằng anh Trung Dân. Chị thấy em tiếng nói sân khấu em quá tốt rồi chứ. Nội mặc cái hộp dịch lộn với hộp dịch lạc mà em đọc vậy thôi mà. Tâm lý của người đi thi nó rất là căng. Nói thiệt, cái đó chỉ cần lộn một chữ thôi là chết liền. Mà em lặp lại 3 lần mà 3 lần vẫn rõ. Em biết dùng những cái đơn nguyên cơ bản của một người diễn viên tách ra và em làm cho người khác lấy được cái hiệu ứng đó. Đó là cái tự cười ngặt nghẽo mình á. Cái cười đó người ta gọi là cái cười lay. Em phải cười sao mà người khác không có thấy khó chịu. Cái chỗ rất là khó cho cái người diễn viên. Em có một cái hơi hướng chút xíu của Tiết Cương. Nghệ sĩ Tiết Cương cũng đã từng mê chị. Cho nên nãy cái câu mà à, chị Hương à... Rồi Khả Như với chị Hương đã ai mê ai nói thiệt ra đi. Tiết Cương, tôi kể chuyện xưa là cái hơi hướng hôm nay trong một trong cái tiểu phẩm mà cô gái đó. Cái màu sắc và cái hình thể của em rất là tốt. Cậu hai miền Tây miệt vườn tào lao lắm. Bởi sao tôi nói gái miền Bắc khoái lấy con trai miền Tây là vậy á. Thật thà lắm, xạo xạo có nhưng mà không biết cách nói, không biết cái thơ văn. Em ra được cái hình ảnh mà cái người diễn viên hài đẹp á, hiếm lắm. Giống như Tú á, chị cứ khen nó hoài, bị xung quanh chị dày không nè. Đó, bị dày không nè. Vậy trời ơi. Ủa em diễn chưa đủ đẹp hả chị? Trời ơi. Em đang cố gắng hoàn thiện bản thân mình mà. Đó, thấy không chị, ý chị vậy thôi. Đừng có nói tôi đẹp, tôi chạnh lòng, tôi phải nói là tôi lạ thôi. Không, anh là lạ quá luôn rồi đó. Hôm nay thành công rồi Phát ơi. Tự tin lên và hôm nay hoàn thành tốt, xuất sắc với một cái người trẻ như em. Xin cảm ơn những lời nhận xét của nghệ sĩ Việt Hương. Mới đầu bạn mở màn ra bạn hát, tôi tưởng bạn là Lý Hải. À, nó có cái nét Lý Hải, bạn hát cũng rất là vui, nó hòa với cái không gian. Nói chung, ở một cái vị trí như bạn thì tham gia chương trình này với tiết mục này tôi thấy bạn cũng là hay được. Cảm ơn chú. Rất cảm ơn những lời đóng góp của nghệ sĩ Trung Dân. Và số điểm của Võ Tấn Phát sẽ được giữ lại vào cuối chương trình. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh Chí Hào, là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm nay. Và thí sinh lì đòn nhất trong Cười Xuyên Việt mùa thứ 3. Đúng, quý vị có biết tại sao thí sinh lại lì đòn không? Bởi vì 3 mùa Cười Xuyên Việt rồi, tham gia hết 3 mùa. Mùa đầu tiên vô cái tin rớt, mùa thứ 2 vô cái tin rớt và mùa thứ 3 vô cái tin lụm. Ngay bây giờ được đứng thẳng trên sân khấu chính thức của Cười Xuyên Việt. Xin mời quý vị và các bạn cùng đón. Để dấu dép hả? À? À em bỏ dép ra. Mày để dép ra rồi mày để lại dấu dân chân. Em đi dép lại thôi. Cũng vậy à, bây giờ phải làm sao? Mày biết lý do tại sao mà tao lộn vô không? Sao sao vậy? Người ta điều tra từ dấu dân chân, dấu dân tay à. Còn tao lộn vô để lại dấu dân lưng. Người ta không có điều tra được dấu dân lưng à... Hay quá. Em tại vì lần đầu em đi ăn trộm em không có biết. Mày làm như tao lần hai á? Bí quá phải làm tao hiểu không? Nhưng mà mình phải làm chuyên nghiệp hiểu không? Không thôi bắt đó. Bây giờ kiếm cái gì? Đĩa thúp đem ra hiểu không? Hấp đem ra dạ. Ok. Hay. Cái gì? Tao kêu mày lộn mà. Anh khó em quá à, tại em mới anh phải chỉ cho em chứ. Bưng cái gì ra trước đi. Tao kiếm cái gì tao đĩa hiểu không? Dạ. À, anh đỏ giùm em chút đi. Gì vậy? Đỏ chứ. Lẹ đi.
Anh coi em nè. Anh đổi giùm em đi. Nó lẹ lẹ ấy. Bảo ơi, có đồ ăn cắp rồi nè. Nói cái gì vậy? Anh cầm giùm em. Có đồ ăn cắp. Có vô, có vô. Có rồi coi. À, anh đưa tivi cho nó đi. Này, đưa cho em. À, đi ăn cắp mệt dễ sợ luôn. Mày làm gì mà mệt? Nãy giờ tao bưng ra không á. Em lộn mệt. Ai biểu mày lộn? Vô nhà không có người rồi mày đi lại được rồi. Anh nói em lộn mà giờ anh nói em nữa. Ôi, mệt quá. Bây giờ sao anh? À, bây giờ kiếm cái gì đi mà đĩa hiểu không? Đĩa. Ăn trộm kìa, chạy đi qua ngược theo tụi nó coi nè. Mày chạy hướng này, tao chạy hướng kia nha. Em chạy này nha. Rồi. Có người ta ăn trộm. Mày tao bắt bảo rồi, bây giờ phải ăn trộm. Bà con ơi, có ăn trộm đó nha. Trốn đi. Có ăn trộm nha. Trốn ơi, mà cẩn thận cửa nẻo đồ nghe bà con ơi. Trời đất ơi. Đâu mất tiêu rồi trời. À, đây rồi. À. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy? Lu hả con? Mày hả Lu? Lu, phải con không Lu? Ơ, tao tự kêu thằng Phi mới được. Ơ, Phi! Mèo. Hả? Ủa? Lu! Hôm nay mày dẫn bạn gái về nhà nữa hả Lu? Mà hôm nay mày đổi gu hả Lu? Mày chơi với mèo hả Lu? Lu à! Ra đây con! Ông có chừa hộp cơm sườn cho con nè, ra để ăn đi luôn. Lu, tao đói ra ăn đi con. Tao ăn nha, tao đói quá. Mày bị điên hả? Lu à, sao mà chưa ra nữa? Chắc không phải con Lu của mình rồi. Không lẽ ăn trộm thiệt sao trời? Ở Phi ơi, Phi à. Con Lu, Lu à, kêu bạn gái con ra ăn luôn đi con. Nhường cho bạn gái ăn với nha con. Con trai phải biết ga lăng chút xíu. Thôi đừng có giành lộn ăn mà, ăn từ từ thôi. Ngon không? Ai ho vậy trời? Ai ho vậy? Ăn từ từ thôi. Chắc tại ông, do ông nãy ông nhai chưa có kỹ. Ăn đi con. Lu à. Ủa con sao vậy Lu? Con nhai không được hả Lu? Để ông nhai lại cho con ăn nha Lu. Không ăn nữa hả? No rồi hả? Thôi rồi, no rồi thì đi ra ngoài. Ra ngoài tôi dẫn đi toilet. Đi nhanh lên. Mở cửa một cái là chạy liền đó chứ. Nhanh lên. Ê, như tôi thấy mấy thằng trộm mới chạy ra hướng này nè. Để rẽ nhau hướng đâu nhà ông Tám hay gì ông Bảy đó. Dạ. Chạy lục xoát kỹ nghe chứ. Dạ, nhớ rồi anh. Có chuyện gì vậy ta? Không đi vệ sinh hay sao? Đâu rồi? Lu à? Lu à? Đi vệ sinh con. Lu. Rồi luôn. Xong luôn rồi. Ước nhiên cái nhà tôi nữa rồi. Lần nào cũng để cho tôi lau chùi quét dọn hết á. Rồi. Ơi. Ông Bảy ơi, có nhà không ông Bảy? Ai đó? Đó ông Phi văn phòng nè. Phi hả? Dạ. Vô đi nói chuyện. Dạ.
Dạ ông Bảy. Sao có chuyện gì vậy? Dạ tại vì nãy giờ tụi con đi tuần thấy là phát hiện mấy thằng ăn trộm. Nó chạy đâu 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 vòng vòng trong xóm nè. Ông Bảy cẩn thận nha, coi chừng nó vô nhà ông Bảy rồi nó xử ông Bảy đó. Cậu nói cái gì? Hả? Nó vô nó xử ông Bảy đó, cẩn thận chút xíu. Cậu nghĩ đi, cỡ này ai xử ai? Wow, bự dữ. Tôi tập tạ ba mươi mấy năm rồi đó. Dạ dạ thôi, nó nói với ông Bảy cũng phải cẩn thận nghe chưa. Tại tụi con đi tuần 24/24 mà, có gì ông Bảy cứ hú một tiếng tụi con chạy qua liền. Được rồi, biết rồi. Dạ. Nói nghe nè, chừng nào mà bắt được tụi nó dẫn vô nhà tôi trước nha. Dạ dạ dạ, chi vậy ông Bảy? Lâu rồi cũng không có vận động, nó cũng hơi ngứa chút xíu. Trời ơi. Thằng nào mà vô ăn trộm nhà ông Bảy chắc nó cũng tới số hả ông Bảy? Thôi con đi nha, có gì hú con tiếng nha. Rồi có gì hú là con chạy vô đúng không? Dạ dạ dạ, tụi con vô liền đi nha ông Bảy. Để coi mở thời sự coi tin tức coi. Cái tin tức đó là số 2 thì phải à. Vâng, và cho đây là chương trình dự báo thời tiết của đài truyền hình Vĩnh Long 1. Có rồi. Kính thưa bà con ngư dân, hôm nay biển có lúc đồng mạnh, có lúc đồng nhẹ và có lúc chả thèm đồng đầy. Trời đất ơi, cái gì vậy? Thôi, mở đài khác coi. Tôi coi kênh giải trí đi. Vâng, và sau đây là chương trình giải trí của đài truyền hình Vĩnh Long 3. Hôm nay có đài Vĩnh Long 3 nữa trời. Vì lý do đài truyền hình Vĩnh Long 1 và Vĩnh Long 2 người xem quá đông nên chúng tôi vừa cho ra đời một đài truyền hình mới. Cái gì vậy trời? Như hôm nay tới giờ của tình Bolero thì phải à. Tôi nghe Bolero đi. Sao nó im ru vậy trời? Quý vị và các bạn đang được đến với chương trình tình Bolero. Đúng rồi nè. Thưa quý vị, Bolero đã đi vào trong lòng người đã bao nhiêu thập kỷ qua. Và hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn liên khúc Bolero do ca sĩ Bá Đức trình bày. Sao chưa trình bày nữa trời? Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian đâu. Anh đưa em vào bằng tiếng hát chấm đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không nhớ tên anh. Ủa sao cái này nghe lạ, không phải Bolero à, hình như lạc chủ đề rồi đó. Vô. Đâm vỡ cây đàn dần đời, đâm vỡ cây đàn. Đời ơi, đời ơi, tình ơi, tình ơi. Đâm vỡ cây đàn dần đời, đôi trắng tay đen. Dần người nên bỏ quên lời. Quên lời rồi. Cái gì? Quên lời tao không biết hát nữa. Kiếm cái gì hát đi. Vâng, và cho đây chương trình Bolero chúng tôi đến đây là kết thúc. Thôi được rồi, không cần phi diễn nữa, tôi biết hết rồi. Ủa vậy là sao? Vậy là ông thấy tụi con hả? Tôi mù nhưng mà tôi không có điếc. Vậy thôi. Ông ơi, tha cho tụi con đi. Lúc nãy tụi con tới lấy cái TV, cái giờ dựng trả lại cái TV cho ông nha. Thôi khỏi, tôi tặng luôn cái TV đó. Cái tivi đó nó hư rồi, tôi đem đi sửa mà người ta sửa không được, ta trả về cho tôi đó. Thôi về đi, về đi. Ủa ông tha cho tụi con hả? Về đi, có cái gì đâu mà ông tha. Về. Tôi có cái gì đâu mà phải mất đâu. Về lẹ đi, tao lấy ra cái nhẫn rồi, lẹ lắm. Về đi. Lẹ lắm, nói mày lấy cái gì? Đi, mày nói lấy cái nhẫn gì? Ông kêu đi về kìa. Mày cái gì vậy? Mày lấy vô, tôi lấy cái đàn tao thấy. Đi, lẹ lắm chứ mà mày không lấy của người ta. Nè. Hai người còn lấy cái gì của tôi nữa hả? Dạ không, thằng bạn con nó tính lấy cái son về nó nấu ăn á ông ơi. Cái son hả? Rồi lấy cái son đi, cái đó không có quan trọng. Cô, tôi có một cái rất là quan trọng. Đâu rồi? Trả chiếc nhẫn cho tôi! Thấy chưa? Trả chiếc nhẫn, ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả chiếc nhẫn lại cho tôi! Ai lấy... Ông lấy... Mày làm cái gì vậy hả? Đưa chiếc nhẫn cho người ta! Ai lấy chiếc nhẫn của tôi? Trả cho tôi. Giờ tao dí mét mẹ luôn. Trả chiếc nhẫn cho tôi. Con trả ông chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn của tôi. Dạ. Chiếc nhẫn của tôi. Đây là chiếc nhẫn kỷ vật của vợ con tôi để lại cho tôi. Mẹ con của nó chết trong một vụ tai nạn giao thông, bỏ tôi lại một mình cô độc.
bà ơi, sao bà với con không dẫn tôi đi luôn đi? Để tôi ở lại đây một mình làm cái gì? Tôi khổ lắm. Cho con xin lỗi ông. Cậu cần tiền đúng không? Được rồi, được rồi, tôi có tiền nè. Nè, cậu giữ đi. Cậu đi đi, đi làm cái nghề lương thiện nha. Nhưng mà ông đừng ơi, đừng có làm cái nghề này nữa. Ông ơi, con không dám lấy đâu ông ơi. Đi đi. Ông ơi. Đi đi. Ông ơi, sao cậu còn chưa đi nữa? Ông ơi, ông có thể nào cho con ở lại với ông để được chăm sóc cho ông không? Sao cậu? Ông nhận nó làm cháu mà nó là anh của con. Bây giờ con sao, không lẽ ông để con mồ côi? Thôi ông làm ông của con nha. Dạ. Dạ. Ông ơi. Cảnh trí đẹp, chủ đề tốt. Con phải đóng vai của Dương Cường trong cái vở này. Một chút sai sai trong cái việc phân bổ, đó là cái cảm nhận của cô. Chọn đôi là em chọn cái Xuân Nghị. Nó đã ngôn ngữ tốt, đặc biệt nó được show tài năng, nó đờn. Tình huống là bolero, em đặt để bài hát vô như thế nào để lấy được cái cảm tình, đó là cái ông mù. Em phải cho mình là người chủ động. Không có thằng nào chở ông cho đi rồi mà mừng quá quay lại. Ông ơi, con mồ côi cha mẹ, có một mình lang thang cơ nhỡ ông nuôi con đi. Không. Cho nên bản lĩnh trên sân khấu một mình nó rất là quan trọng. Qua cậu ông lãnh luôn. Em hỏi anh mệt không? Anh không mệt. Vậy bây giờ ẵm em từ ngoài cửa vô tới đây anh mệt không? Trâu bò sao không biết mệt? Ý chưa khác liền, bây giờ anh khác với em rồi đúng không? Ai rồi cũng khác. Thôi được rồi, sẵn cái không khí đang thể dục thể thao như vậy, anh muốn em với anh... Đi thi thế vận hội hả? Không, em với anh mình tham gia một cái quy trình sản xuất sinh học khép kín. Ủa anh, tụi mình đang làm công ăn lương á, tự nhiên anh muốn mở xưởng ở nhà làm gì? Không không, ý anh là sản xuất là anh muốn có con. Mà ghê luôn á, em cũng muốn. Buông ra. Hai anh chị định làm cái gì vậy? Dạ làm vợ chồng. Mẹ, đây là đêm tân hôn, tụi con đang chuẩn bị động phòng đó. Dạ. Nè, tôi nói cho anh chị biết, anh chị có động phòng hay động đất hay động kinh hay động quan đi chăng nữa cũng phải hỏi ý kiến tôi. Nè, chưa hết đâu, anh chị còn phải hỏi ý kiến của bà con cô bác gần xa, và đặc biệt nhất là hỏi ý kiến của ông bà tổ tiên. Bây giờ mẹ sẽ gọi cho bà Năm. À không, mẹ sẽ gọi cho bà Bảy trước. Để hỏi coi bà Bảy có đồng ý cho tụi con động phòng vào ngày hôm nay không. Chị Bảy hả chị Bảy? Tôi Bảy nè. Dạ dạ chị Bảy hả chị Bảy. Chuyện là vậy nè chị, là thằng con của em đó, nó mới lấy nhỏ vợ. Hồi sáng chị có đi đám cưới nhớ không? Trời ơi vui muốn chết, tôi hát 60 năm cuộc đời đó. À, dạ 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 dạ, nói nghe nè. Ý tôi là bây giờ, sáng bà đi nhiêu vậy? Tôi đi 2 tờ vé số. Ok bye. Ủa lộ nó một hiệp rồi, nhưng không sao, bây giờ mẹ sẽ gọi một người thứ hai. Con dạ, con muốn gọi ai? Sáng chú Chính cùng ly với con, mẹ gọi chú Chính đi. Chú Chính à? Không, tôi mày nữa nè. Bà điên, tôi gọi cho anh Chính bắt máy gì bà bắt máy? Ông Chính đang tắm nè, tôi mét vợ ông Chính nghe. Bà mới bị điên á, ông Chính là chồng của tôi mà ông cưới tôi, giờ bà kêu là ông Bãi đi. Rồi vợ chồng Bãi Chính thần tài. Nói nghe nè, rồi cái chuyện hồi nãy luôn á, là thằng con của tôi á, nó mới lấy nhỏ vợ nhớ không? Hồi sáng bà mới đi đám cưới đó nhớ không? Hai vợ chồng bà đó. Ừ? Chồng bà đi nhiêu vậy? Chồng tôi đi 2 tờ giấy giò. Ok bye. Lỗ luôn 2 hiệp. Nhưng mà không sao. Ủa? Bây giờ mẹ sẽ gỡ lại. Đó chính là bà Năm tập quá, bạn thân của mẹ. Chị
Năm hả chị Năm? Tôi bà Bảy nữa nè. Mẹ điên. Trời ơi, tôi gọi ai bà cũng bắt máy vậy? Trời ơi, chồng tôi đang tắm mà hết xà bông. Tôi đi qua nhà bà Năm mua xà bông. À giờ bà qua đi qua, bà đang động kinh cắn lưỡi nó không được, tôi nói giùm nè. Trời ơi, rồi có sao không, có sao không đó nghe nè. Là bây giờ tôi muốn gọi là tôi hỏi cái chuyện hồi nãy luôn đó. Bà Năm cũng đi đám cưới đó, sáng bà đi bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi, bà Năm bà động kinh sáng giờ có đi đâu. Ủa, vậy hả, rồi đi rồi, giờ bye bye nha, ba nha. Trời ơi, lỗ luôn nguyên bàn rồi. Mẹ. Đã vậy còn tốn tiền đi thăm bệnh nữa chứ. Trời ơi, con khổ mẹ quá, mẹ hỏi mấy người gì đâu không à. Thôi được rồi, bây giờ mẹ sẽ hỏi một người nữa. Đó chính là bà ngoại của thằng bạn thân của mẹ. Ủa, người đó thì liên quan gì tới nhà mình? Nè, không có bà đó là không có con nghe. Giờ bà đó là cái người mà tác hợp ba với mẹ đến với nhau đó. Thôi mẹ muốn gọi gì mẹ gọi đi. Mẹ đâu cần gọi điện thoại. Chứ gọi gì? Gọi hồn. Bà chết rồi. Trời ơi. Mẹ. Bước qua đây. Dạ. Hồn ai. Thiệt luôn á, tự nhiên đang tân hôn à. Hồn chưa bao giờ mà đang hứng mà bị ngăn lại. Hai đứa đang định luôn. Động phòng chứ bộ đồng quan. Xong làm đám cháy, làm đám cưới. Mày đến đây. Bộ hồi đó má mày đẻ cái miệng ra trước hay sao mày nói dữ vậy? Ủa sao mẹ biết? Ủa tao nói đúng hả? Dạ. Thiệt luôn á chứ. Đi luôn, đi luôn, đi ra ngoài luôn, đưa cái nhà này. Đi luôn. Thứ gì mày quạo không, quạo không? Tao đục vô mặt mày à. Đi ra ngoài. Dâu gì đâu mà muốn ăn thịt luôn mẹ chồng hả? Để cho mẹ con người ta khấn. Nghe mẹ khấn nè con. Trời ơi. À, khỏi ậm à ậm mực, đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đàn ông con trai gì mà ậm à ậm mực ứ ấy hỡi. Echo, thêm echo. Đủ echo. Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé. Trời ơi, tao sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô đây, mẹ sợ ma quá mấy đứa ơi. Vô. Mẹ sợ ma. Vô đây, ngồi xuống. Thiệt mẹ luôn á, bới tô cơm chưa kịp ăn với mẹ luôn á. Cho mẹ mượn đi. Rồi cái muỗng con sao? Hồn ai ở chốn non bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây cho tụi con hỏi chuyện. Ô, ngoại hiển linh. Ngoại ơi, vô đi ngoại. Ông chết, ông tắm xong chưa? Tôi mua xà bông về rồi nè. Bà Bảy, bà đi đâu đây? Nhà bà hả? Nhà tôi đó mẹ. Ủa tự nhiên tôi đang đi mua xà bông nhà bà Năm, ai xui khiến tôi vô đây vậy trời? Ngoại xui khiến đó. Hả? Đứng yên. Ngoại ơi, ngoại có linh thiêng thì về đây với chúng con. Bà là bà Bảy đây. Ê! Ngoại tôi đâu? Bà là bà ngoại. Đứng thứ bảy kêu bà Bảy. Ồ. Dạ ngoại Bảy ơi. Ngoại Bảy cho con hỏi ngoài cho con hỏi miếng ngoại. Nói nghe ngoại. Chuyện là bây giờ vậy nè. Là thằng con của con đó nó mới lấy nhỏ vợ. Nè vợ nó nè, con này nè. Đó, ngoại, bây giờ là tụi nó tính động phòng với nhau. Cho nên là bây giờ con muốn hỏi ngoại là tối nay có cho động phòng được không? Mày nói làm sao chứ hôm nay là ngày tốt. Bà Năm bà động kinh là hai đứa này nó động phòng được. Cái gì mà nghiệt ngã vậy trời. Tự nhiên người ta động kinh, người ta được động phòng. Không có được, thôi bỏ đi, không có được. Trời, mày nói nghe hay lắm, là như mày tốt lành lắm chứ hồi xưa hả? Mày ăn cơm mà chưa kịp đóng cái kẽn mày ăn cơm rồi ha. Xong rồi ha, đâu có làm đám cưới cho mày kịp, nhà hàng đâu ai nhận, phải kêu chồng về Đồng Nai làm đó thay. Nhớ chưa? À, mà... Nói chung là tao đồng ý. Không đồng ý. Tao đồng ý.
không đồng ý nghe chưa? Có đồng ý không? Đồng ý, đưa đây. Đồng ý cho nó đồng hồng đi. Không, không. Đồng ý mà không. Đồng ý không? Đồng ý. Hai đứa có muốn đồng hồng không? Dạ muốn. Nó muốn mà coi. Quên. Đồng ý. Tao nói được không? Đồng ý. Bên đây, bên đây. Đồng ý. Mày phản mẹ mày hả? Được đẩy rồi, đẩy con dùm. Đừng đồng hồng. Đồng ý rồi, đồng ý rồi. Ông Chính ơi, nắm xong chưa? Ông Chính ơi. Mẹ ơi, vậy là giờ tổ tiên đồng ý rồi đó mẹ. Tổ tiên đồng ý, nhưng mà tôi chưa đồng ý. Bởi vì bây giờ tôi phải chất vấn cô nữa chứ. Con hả? Ừ. Ủa, cái chuyện này là mẹ phải tìm hiểu trước khi mẹ cưới con về đây chứ sao mẹ hỏi? Bởi vì lúc đó mẹ rất là bận. Mẹ bận quản lý các cặp anh chị vợ chồng của chồng con, hiểu không? Cô nghe tôi hỏi nè. Dạ. Cô tên gì? Dạ con tên My. Diễm My? Dạ không. Kiều My? Dạ không. Tố My? Dạ không luôn. Chứ cái gì My? Dạ Masubi là My. You're the one, you're the best, Masubi là My. Tên gì mà nghe leo trèo như vậy trời? À, thì ra cô thường xuyên trèo lên người con trai tôi là như vậy. Bây giờ cô muốn trèo đi đâu? Muốn trèo đi đâu? Cô đợi đó. Con trai, con tên gì? Mẹ là mẹ con đó mẹ. Quên, quên, mẹ quên. Mẹ đẻ nhiều quá, mẹ quên luôn. Mẹ đẻ cái đứa con trai đầu tiên, mẹ đặt cho nó là tên Quân. Dạ. Mẹ muốn người đời biết là nó phải hùng dũng, phải mãnh liệt. Nhưng mà đâu có ngờ mỗi lần trong cái xóm nó xảy ra cái chuyện gì, cái là người ta rao rằng Quân ác nhân. Thấy chưa? Qua tới cái đứa thứ hai, mẹ mới đặt cái tên là Phường. Vậy mà trong xóm mỗi lần có cái chuyện gì xảy ra là người ta lại rao Phường trộm cướp. Thấy chưa? Nhưng không sao. Qua tới cái đứa thứ ba là con đó, mẹ mới rút kinh nghiệm. Mẹ đặt tên con là gì nè? Tha thứ. Đó, mẹ muốn tha thứ hết tất cả lỗi lầm, những cái nghiệp mà bà Bảy đã gán lên đầu hai anh em con. Nhưng người đời vẫn không buông tha. Mỗi lần trong xóm có cái chuyện gì xảy ra, người ta lại rao rằng cái thứ khốn nạn. Cho vừa lắm, nghiệp lắm. Đó, con thấy chưa? Mẹ đau lắm chứ. Con ơi. Dạ. Mẹ con làm nghề gì? Dạ, mẹ con là tiểu thương, buôn bán nội tạng. Quân giết người. Không, Quân tên con tao. Phường, Phường. Phường giết người. Không, Phường con tao luôn. Thứ rồi. Thứ giết. Thứ tên mày đó. Cái lũ. Cái lũ giết. Lũ tên tao. Giờ là không biết chửi cái gì hả? Không, mấy mẹ chửi con là cái ngữ đi. Cái gì, cái gì? Cái ngữ. Ngữ giết. Ngữ tên bà nội mày mày ơi. Con xin lỗi má. Mẹ hiểu lầm rồi. Ý của con muốn nói với mẹ là mẹ con làm tiểu thương, bán nội tạng có nghĩa là bán phá lấu á. Trời ơi, nó cũng đẹp người đẹp nết. Có ăn có học mà mở miệng ra cái nghe thấy đi xa luôn vậy đó. Nghe hỏi tiếp nè. Ba có làm nghề gì? Dạ ba con sửa xe. Chắc cũng đinh tặc. Ông nội có làm nghề gì? Dạ ông nội con trăm tuổi ở không mới đi làm. Quỷ yêu hay sống lâu dữ vậy trời. Bà nội có làm nghề gì? Dạ bà nội con mất rồi. Đáng đời. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Chỗ của tụi con mà mẹ. Mẹ nó làm gì? Mẹ làm cái gì mẹ? Mẹ, con nói với mẹ, mẹ muốn nói gì dòng họ gia đình con cũng được hết, không được quyền đụng tới con. Tôi thích chửi cô thì sao? Con nè, tôi nói cho cô biết, gia đình tôi vô phúc mới có một đứa con dâu như cô. Mẹ nói chuyện mẹ không được chỉ vào mặt con. Tôi thích chị đó. Con không cho mẹ chỉ vào mặt con. Thấy chưa, thấy chưa? Mẹ chồng nói một câu, con dâu cãi lại chém chèm, chém chèm. Con cho mẹ chỉ vào mặt con, con chỉ. Chết con trai tôi rồi, con có sao không con? Mẹ ơi, con mẹ chọt trong mắt con rồi mẹ. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con. Đó là cô làm. Cô làm. Hồi nãy mẹ chọt cái mắt ảnh. Cô chọt cái mắt con tôi. Con nói là mẹ đừng có chọt nữa, mẹ chọt cái mắt ảnh. Đừng có chọt con. Au da. Trời ơi con ơi, con có sao không? Mẹ ơi, mẹ cướp đi thị lực của con rồi mẹ ơi. Trời ơi, mẹ không có cướp. Con kia, mày đi ra khỏi nhà tao đi. Trời ơi, mày mới vô đây có một ngày, mày đâm đuôi mắt con tao. Mày ở đây lâu ngày chắc mày giết tao chết.
con nói là mẹ chồng con, mẹ không được chỉ con nữa, con nói là mẹ không được chỉ, con nói là mẹ không được chỉ con nữa. Mẹ, em đừng có nói gì nữa. Em im đi. Em đừng có nói gì hết á. Anh hiểu em mà, mẹ đã từng ở còn lại với hai anh của em rồi. Không con ơi, con này nó tinh vi, nó cao siêu dữ lắm. Rõ ràng hồi nãy nó tán mẹ vậy nè. Cô, em không có này, cô mẹ đã tự kích động để mẹ tôi lộn cù mèo với đoàn lân sư rồng. Cô quá cái đáng này lắm. Tất cả là lỗi tại cô. Cái này là mẹ tự té, còn hồi nãy là mẹ em vô tình gì đó. Em không có cố tình, em không có. Lỗi là tại tôi, lỗi là tại cái bà già này nè. 3-4 giờ sáng đâu có chịu ngủ. Tại tôi. Thôi, tôi về phòng tôi ngủ đây. Mẹ ơi. Cái gì con? Dạ. Mẹ ơi, đây là cái thùng tiền mừng cưới của tụi con. Không, không, con cái này của mẹ. Dạ không, của tụi không, con cái này mà của mẹ. Nhưng mà đám cưới không, của không, tụi cái con này của mẹ thôi. Mẹ. Không, cái này thôi, của mẹ. Thôi mà. Của tụi con. Thôi. Mẹ. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi, mẹ. Trời ơi, mẹ ơi, mẹ sao mà té chỗ nghiệt ngã vậy? Con thấy chưa con? Mẹ vừa đi là nó thoáng đeo vào. Nó sợ mẹ cướp đó con. Con ơi, cầm cao lên cho mẹ nhờ. Cảm ơn con. Mẹ tiền của tụi con mà. Mẹ ơi, mẹ. Đó anh thấy đó. Vậy sao mà sống? Nhưng mà mình mới về nhà mẹ mà. Mình ráng ở 1-2 bữa nữa đi rồi tụi mình đi. Vậy anh phải hứa với em đó. Anh hứa là sau 3 ngày là mình về nhà mình luôn. Không ở đây nữa được không? Rồi, anh đồng rồi, ý được em rồi, đi. Anh hứa, đi thì đi. Đi đâu? Tôi mới nghe anh chị nói anh chị đi đâu. Dạ. Đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ tụi con muốn ra riêng. Con vợ của anh Suối đúng không? Đúng. Dạ. Là con Suối ảnh đó. Chứ mẹ nghĩ đi, mới có đám cưới xong mà tiền đó coi như là hết vốn liếng của tụi con để tụi con làm ăn sau này. Bây giờ mẹ lấy hết rồi tụi con làm sao đây mẹ? Cô nói tôi lấy tiền của cô là sai. Vậy thì tôi hỏi cô, cái chuyện mà tôi lấy tiền rồi tôi cất giùm anh chị, để lỡ sau này trong tương lai anh chị có lỡ xa cơ thất thế, anh chị còn cái mà dùng, như vậy là sai hả? Dạ, chuyện tiền bạc không thành vấn đề đâu mẹ. Nhưng mà sự thật là giữa mẹ với tụi con á đã có một khoảng cách quá lớn, không thể hòa hợp được. Mới có ngày hôm nay thôi mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện rồi. Đơn cử như cái chuyện mà tụi con muốn động phòng trong đêm tân hôn đâu có gì là sai. Tụi con muốn có một đứa con mà mẹ, vậy mà mẹ cũng ngăn cản bởi những cái điều vô lý của mẹ. Vô lý hả? Vậy tôi hỏi anh đã có được một cái nghề ngỏng cho đàng hoàng chưa? Anh đã làm được gì nhiều cho người phụ nữ của anh chưa? Vậy mà anh đòi có thêm một đứa con. Tôi là mẹ nè, tôi cũng khát khao có được một đứa cháu nội lắm chứ. Nhưng mà tôi muốn cháu tôi được sinh ra trong một cái gia đình đầy đủ, sung túc và hạnh phúc, chứ không phải được sinh ra trong cái sự bồng bột nhất thời của anh chị. Vậy mà anh chị nói tôi vô lý. Vô lý ở chỗ nào? Mày làm cái gì vậy? Đứng dậy cho nè. Con gái con nữa đứng dậy nè. Có vợ có chồng hết rồi nghe. Làm như con nít mới lớn rồi quỳ khóc lóc vậy. Cái điều mẹ mong mỏi nhất bây giờ á là hai đứa hạnh phúc. Vậy thôi, hai đứa nghỉ ngơi đi. Sáng giờ đám cưới mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi đi. Mẹ ơi, giờ này còn nghỉ gì nữa mẹ? 6 giờ sáng rồi mẹ. Thì ra nãy giờ ông chính ổng tắm đêm, còn bà Năm bán tập quá, bán 24/7. Thôi nghe nè. Dạ. Bây giờ mẹ nảy ra cái ý định này. Dạ. Bây giờ hai mẹ con mình ra tiệm ăn sáng đi rồi về ngủ nha. Dạ. Ủa mẹ, còn con sao? Tô cơm nãy đâu? Thôi giỡn đó. Bây giờ mình đi ăn sáng. Đi ăn sáng mà mẹ.
thân trình diễn của thí sinh Hoàng Phúc. Và xin cảm ơn phần hỗ trợ của Hoàng Khôi, Ngọc Khoa, Trà Ngọc là hai thí sinh đến từ Cười Xuyên Việt mùa thứ hai năm 2016. Khoa ơi, nãy là em té thiệt hả hay là miếng diễn? Nó ra mồ hôi, nó trơn quá, ra nó té. Em làm một cái bẹp nằm nguyên một con luôn á. Thương lắm. Thương em quá à. Tôi khoái bà Bảy quá. Bà Bảy thấy chưa? Khoái bà Bảy. Mỗi lần em chạy ra là tụi chị với anh Trung khoái chí. Cảm ơn những bạn hỗ trợ diễn nha. Em giả nữ chị không nhận ra em. Chị không nhận ra luôn, em giống một cái người phụ nữ lắm. Tại em ốm ốm sao em mặc cái bộ đồ này nè, giống y hệt luôn á. Chị cứ nói là cái bản này đâu có nữ đâu mà sao cái này là nữ. Thành công lắm khi giả nữ mà vậy là đẹp lắm. Nó chỉ tiếc là kịch bản hơi dài. Dài quá. Thành ra nó bị hơi lê thê thí. Đúng mà rút gọn lại kịch bản này đó thì những cái áp phê để vô thì nó mạnh lắm. Nói với chị, cái bà mẹ chồng này bà hơi bị quá là tất cả những cái còn được hết. Nhưng mà ví dụ như em vô đây rồi em lên đồng, lên bóng, em cúng rồi em cầu hồn, cầu đó thì nó quá đi. Cho nên khi mà em lật lại đó em không lấy được cái cảm tình lại vậy. Nói về cái cơ bản để một người làm diễn viên, em tạo hình tốt. Việc thứ hai em rất là đáo để, em rất là sắc bén ha, mãn miếng. Chỉ có điều giống như anh Bảo Trung nói, tại vì anh Bảo Trung là chị nói ổng là vua về tấu hài, tại tiết tấu anh rất là tốt, anh là vua về cái chuyện đó, cho nên anh thấy tiết tấu tụi em không tốt, hoàn toàn chính xác. Còn bây giờ số điểm của thí sinh Hoàng Phúc sẽ được giữ lại cho tới cuối chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, thí sinh Tuấn Anh trong bản triển vọng, ngoài cái việc là đang tham gia một chương trình Cười Xuyên Việt mùa thứ 3 năm 2017 thì cái nghề nghiệp ở ngoài của anh ta là một diễn viên lồng tiếng. Anh ta có thể lồng tiếng phim nước ngoài, cái phim hoạt hình tiếng con này, con kia, con nọ, con chuột hay là một cái con gì đó. Và ngay bây giờ thì trên sân khấu của Cười Xuyên Việt vòng này, anh ta làm một tiểu phẩm với một cái loại tiếng mà từ xưa tới giờ anh ta chưa bao giờ lồng tiếng. Đó là cái loại tiếng. Kính thưa quý vị, hay dạ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng đến với tiết mục của Tuấn Anh qua tiểu phẩm Đọc Cô Cầu Dược. Ôi đàn bà là những niềm đau, ôi đàn bà là ngọt ngào chắc sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim ta nhỏ máu. Suốt ngày cứ nói hận đàn bà, hận đàn bà. Một mình tôi ngồi trong làm việc cực như một con trâu. Trâu ơi, ta bảo trâu này, trâu đi đâu thế mặt mày đen thui? Cái này á là con tự con quạ mặt á. Quạ mặt phong cách gì vậy con? Cái này là tông đầu tắt mặt tối đó chú. Trời ơi, con bé này cứ vậy hoài. Hey, ủa sao con Tết nhất tính nơi con về quê đi mà con ở đây hoài vậy? Trời đất ơi, con nói nha, con là bạn của thằng Bần nè. Mà chú bắt con ở trong á, con làm việc quần quật hì hụt như một con trâu. Đã nói bao nhiêu lần rồi sao con về con chăm sóc ba mẹ con, thấy không? Ba mẹ con dưới cũng tội nghiệp, lên đây ở hoài thấy cũng ngại. Mà ba ơi, cái này là tại vì Lý nó bạn con ở đây cũng được vài tháng, nó cũng quen nhà rồi. Từ ngày có chú Kim Lý xuất hiện á, con cảm giác như có một người mẹ thứ hai vậy. Này, mày khùng quá à. Đó, con thấy nè, nay giao thừa cho nên con làm mâm cơm á. Nè, cái món đầu tiên á là món mà canh khổ qua. Canh khổ qua ý nghĩa gì? Tức là những cái khổ trong cái cuộc sống vừa rồi, trong năm rồi là qua đi hết. Món thứ hai đó, nè đây nè, là món cua Cà Mau. Cua Cà Mau? Cua đực hay cua cái vậy? Cua đực. Sao con biết con cua đực? Bởi vì con cua đực á là con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, gõ gàng cua trai. Như vậy là đọc bài thơ là mình biết cua đực hay cua cái. Đúng rồi. Vậy mình gặp con cua cái phải phân tích làm sao nè? Ủa đơn giản mà ông nội. Thì con cua cái y chang cua đực thôi. Con cua tám cẳng hai càng, một mai hai mắt, rõ ràng cua cái. Hay. Rồi món tiếp theo á là món thịt vịt kho gân. Thịt vịt kho. Trời. Gì ba? Dịch đực hay dịch cái vậy? Dịch đực luôn. Con dịch hay múa, nó múa làm sao? Nó rụt cổ vào, nó xòe cánh ra. Ôi là la, ha, ha, là con dịch đực á. À, con dịch đực nó kêu ố là la. Dạ. Ủa còn cái trái này mà... Trái mãng cầu. Sao lại là mãng cầu? Thì nó mới vô dần với nhau. Ý nghĩa mâm cơm nè, cầu mau qua dịch. Hay quá. Ý nghĩa
nghĩa ý nghĩa. Nhà ta nói riêng cũng như là cả nước nói chung phải gánh cái dịch bệnh mà nó ai cũng khổ hết. Cầu mong phù hộ độ trì một năm không còn dịch nữa. Ai mà đang đói khổ thì ước gì có cơm có cháo mà ăn, chứ thấy tội quá. Muốn cháo có cháo. Cháo gì? Hay cháo đâu nội? Cháu dâu. Cháu dâu là gì? Là cháu dâu. Ê tao. Bà ơi. Ai dạ, đây? Con xin chào cả gia đình của mình. Con tên là Kim Đào. Con là bạn gái của anh Gấm. Ủa? Ủa? Chị ông nói ông nội làm gì bạn gái không vậy? Tại sao vậy? Quỳ xuống. Ông nội lẽ đã dặn là không được phụ nữ bước chân vô nhà này. Đưa giao phong đi. Chú ơi đừng mà chú. Lẽ chú ơi. Trời ơi. Chú ơi đừng mà chú. Chú ơi đừng mà chú. Đừng mà chú. Chú ơi. Chú ơi đừng. Đừng mà chú ơi. Đừng mà chú ơi. Ủa mày, sao vậy hả? Tụi mày đánh bóng chuyền hả? Hát lại gia ca của gia đình ta. Ôi đàn bà là những niềm đau. Niềm đau. Đau chưa? Dạ con đau. Đau cho Nhấn bà. Hát câu 2. Ôi đàn bà như những con dao làm tim ta nhỏ máu. Như những con dao làm tim ta nhỏ máu. Ba ơi. Ba ơi ba. Ba ơi. Con, mai ra chợ mua 1 ký rau muống, 1 ký xôi, 1 ký thịt bò, 1 chai nước tương, trộn lại cho nó ăn. Mỗi khi mà vết thương này ngứa lên, nó rờ, nó sẽ nổi lên 3 chữ hận đàn bà. Không, tại sao vậy? Tại sao lúc nào ông cũng mang suy nghĩ là hận đàn bà, hận đàn bà? Ông có biết chính cái suy nghĩ đó đã hại một đời người con gái? Người con gái đó đã định chầm mình xuống sông bỏ lại chồng và con không hả? Hả? Kim Lý. Mai mua. Vô đây chú xức dầu cho đi. Vô xức dầu đi. Vô con. Ta nói một lần nữa, trong gia đình này nếu như bất cứ thành viên nào không nghe lời ta thì ta sẽ chết cho cái con dừa lông. Con chào ông. Ba ơi. Con đây... là ai mà mặc giống con mèo vậy? Đây là bạn của thằng Gấm. Ba má con gửi cho ông Tết nhất nè, gửi 1 chục trứng để ông nấu chè. Cái này ăn chè trứng năm mới ngọt lắm không? Ba ơi chắc để con vô con luộc cho ba. Không nha. Được. Chắc chắn trong đây sẽ có trứng cái. Phải đích thân ta lựa những cái trứng cái này và tiêu diệt nó. Ủa làm sao mình phát hiện được ba? Bởi vì nó có cái mèo của nó. Mèo là gì ba? Luộc bị lộn, luộc lộc lẫm, luộc lại lạc, luộc lộc lẫm. Luộc bị lộn, luộc lộc lẫm, luộc lộc lộn, luộc lại lẫm lụm lẫm. Ủa mà cứ luộc cứ lẫm hoài sao biết trứng nào trứng cái, trứng nào trứng đực hả? Tao biết tao làm con mày. Phải sức nó mới hết chứ. Chú ơi, con bận áo, chú có sức cho cái áo bằng ngoài mà sao dầu nó thấm được? Cái dầu này hay lắm, cái dầu này ta phát minh ra là có những cây kim ở trong cái dầu này nè. Đó là nó đâm vô áo, rồi cái dầu đi theo cái đường kim nó đi vô trong cái thịt của mình. Nên ta mới gọi là dầu gió kim đó con. Ủa vậy hả chú? Ừ. Coi ai tới thăm nè. Anh. Mày là nào? Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cái gì đó, em là Kim Đào nè. Trời. Ủa nào? Sao phi em cải trang nam vậy? Trời ơi em đâu có biết đâu. Tự nhiên cha với chú đưa em ra ngoài, xong rồi đưa cho em bộ đồ này em mặc nè, rồi kêu em đi mua 1 chục trứng rồi vô đây ông nội mới cho vô nhà đó. Trời ơi vậy là qua mặt được ông nội hả ba? Mày có nóng không? Mắt gì nóng? Mắt gì đâu nóng. Ủa sao anh nóng như vậy ta? Sao gì? Ôi trời. Tao phỏng lưng rồi. Ồ có sao con? Mà để con thổi cho con. Đau ơi. Nãy giờ chú thấy gì chưa? Thấy cái gì đâu.
À, trời ơi, người ta đã cướp đi đôi mắt của tôi rồi. À, cái gì vậy? Anh kiên sức vào mặt tôi vậy? Phát hiện có tổng cộng là 9 cái trứng cái và 1 cái trứng đực mà thôi. Giao thừa rồi, thôi đi về đi. Nè, cầm trứng đi về đi. Ông nội, bạn con qua tặng quà cho ông nội chưa mời được bữa cơm, ông nội đuổi bạn về ông nội. Giao thừa là cái ngày đoàn viên, cái ngày sum họp gia đình. Con bên dây đằng chi con đi về đi. Trời, gia đình con không cần con sum họp đâu ông ơi. Sao vậy? Ba má con nói là con kỵ tuổi nên không cho vô nhà. Để bây giờ con qua nhà mình chơi. Qua nhà chơi hả? Dạ. Thôi có được đâu con ơi, đi được, về đi. Được mà ông nội. Con không có qua chơi không đâu. Con có giúp được ít trong nhà mình á. Thôi đúng rồi đó ba, nó qua nó giúp đỡ gia đình mình được gì đó ba. Giúp được không? Ông thấy con vậy thôi chứ hả, có nhiều điều mà con biết mà gia đình mình không biết đâu đó. Thôi bạn con giỏi lắm ông ngoại. Giỏi không? Bây giờ con nói thôi coi cái gì mà con biết mà gia đình ông không biết. Con biết tất cả những phong tục tập quán về Tết của người dân Việt Nam mình. Hay ho vậy ba. Dạ. Đâu con biết gì con nói cho ông nghe coi. Ê cái gì vậy? Muốn quét nhà phải có rác. Mình phải quét vô như thế này không được quét ra. Ủa mà quét vô như vậy là nó có ý nghĩa gì con? Dạ có ý nghĩa là tài lộc sẽ vô nhà mình, không có qua nhà người ta đó ông. Tao nói bên này mà. Ông sao bên này nè. Mày cứ cãi tao, nó để bên này đi. Mỹ ông sao bên này, nó mới đúng nè. Mày sao kỳ quá. Hay quá ông ơi, trong nhà mà đang gây lộn như thế này ha, mà pháo bông nổ đung 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 đung, giao thừa tới là cả nhà phải lời hay ý đẹp, không được chửi nhau, không được gây lộn với nhau. À, tao nói để bên này. Tôi nói là đem qua bên này, có nghe không? Không có được đâu. Ông lì như trâu, mắt ông bị lé thẩm mỹ hay gì? Chắc tao đánh mày quá. Ông nói là như tôi hiền, xin phép giả vô mặt ông một cái. Chắc tao đứng yên. Cứ như vậy là gia đình của mình ha sẽ vui vẻ đề huề cả năm luôn đó ông. Ừ, còn cái gì mà con biết nữa hay không? Trời ơi, còn cái này quan trọng lắm ông ơi. Cái gì con? Đó là xông đất. Xông đất? Xông đất có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái người mà đi vô nhà mình xông đất đầu tiên đó là phải hợp tuổi với gia chủ. Nếu không á là nhà mình không làm ăn gì được hết trơn á. Thôi vậy con đi về đi, con đi về đi. Ủa, con không có hợp tuổi với ông. Sao mà không hợp tuổi? Con tuổi con heo mà hợp cái gì? Con tuổi con rắn. Tuổi con rắn? Dạ. Wow, như vậy là hợp lắm mà nghe. Sao hợp ông? Bởi vì ông tuổi rồng và con tuổi rắn. Người ta nói là rồng rắn lên mây, có cái cây lúc lắc con chủ nhà hô. Yeah. Có ai nhà không? Ai vậy? Trời ơi. Ủa? Ủa? Vui quá trời ơi, lâu quá. Ai vậy? Làm lại. Lạ quá trời mấy. Làm lại lần nữa. Không, mệt rồi, mệt rồi. Không quẩn đâu là ba rồi, tôi nhận ra đây nè. Ba giỡn. Con ghế tôi. Con người ta nè cũng ôm luôn. Ông ngoại. Con cháu trong nhà. Con heo. Ủa nhà mình đang tích lớn dữ, ông cũng heo quay nữa nè. Không, con phải con heo. Ông giỡn á. Bạn con ngoại. Ủa anh xui hả? Ừ tôi nè. Ờ nhà ông ra mắt mũi tèm nhèm. Ông sao á? Sao đợt trước tóc tém, giờ để tóc dài rồi ông? Tôi để tóc thề đó ông. Ờ ông thề gì vậy? Tôi thề là tôi sẽ lúc nào cũng trẻ đẹp hơn ông. Ông này cứ vậy hoài. Ác dữ à, mấy năm rồi ông có về dưới chơi thăm tôi đâu. Cũng không có cho mấy đứa nhỏ về nữa. Năm nay là tôi coi như là tôi bén mảng lên đây ăn Tết ké gia đình mình luôn. Ở dưới là có quà hết nha. Anh cứ vậy cứ khách sáo hoài. Đây, cái này là của nhà chồng được. Chắc chắn ông anh sẽ thích. Cái gì á? Mít tấu nữ. Ba ơi, cái này mít tấu nữ. Nữ ở nhà chồng được ngon lắm. Ui ghét nữ. Rồi, không thích mít tấu nữ thì thôi. Thì thôi, có cái này cho ông nè. Ở dưới quê làm ruộng không hà, không biết cái gì quý giá cho ông cho nó phù hợp, cho nó xứng đáng. Thì thôi bấm bụng mua đại cái này tặng ông. Hộp nữ trang. Nữ. Nước D 8 ly rưỡi. Nữ. Ông ơi. Ông ngoại. Ông ơi. Nữ. Ông ơi, ông ơi. Thôi
coi như ông cho con làm cua hồi môn nha. Cái gì vậy? Cái này là tôi tặng ông xui mà. Thằng Gấn nó cần hơn. Nó sau này nó sẽ có gia đình, mình cho nó làm cua hồi môn. Rồi rồi thôi, đàn ông cũng không thích xe xua nữ trang đúng không? Tôi biết ông cái này không có chạy đâu khỏi hết trơn á. Nằm vô tủ như kỳ vô phong mà. Rượu nữ nhi hào. À vậy được nè, được. Đừng. Ba ơi, ba ơi. Đã biết tôi ghét nữ. Ủa mắc gì ghét? Đem tặng đồ nữ không vậy? Ủa ông mắc cười quá. Tôi ở dưới quê tôi xách nách mang quà lên đây cho ông mà mắc gì ông chửi ông mắng tôi. Đàn ông không thích nữ. Bộ ông yếu hả? Dạ dạ. Giao thừa ngày đầu năm mà để gây lộn vậy là không có nên. Ngồi xuống ăn chung với nhau bữa cơm đoàn viên này có phải vui hơn không? Không. Dạ. Đúng rồi, đúng rồi. Cuối năm mình ăn bữa cơm đoàn viên coi như là chuyện cũ mình bỏ qua xí xói làm quê. Dạ. Ủa? Cái gì kỳ vậy? Không có ăn uống gì hết trơn á. Mắc cười quá, đàn ông mà sao không thích nữ? Mắc mớ gì không thích nữ? Không được nói nữ nữa. Nữ. Ba ngoại. Ba hay ba, con cũng thắc mắc y chang như là ba vợ con vậy đó ba. Dạ đúng rồi ông nội. Sao vậy ông nội? Nếu như mọi người muốn biết, tôi sẽ thành tâm trả lời. Đó là một câu chuyện buồn. Ngày xưa tôi và vợ tôi yêu nhau tha thiết. Một ngày nọ tôi đi làm, vợ tôi mới đạp xe đạp chạy ngược chiều trên đường cao tốc. Cô ta đang chạy khát nước khô cổ họng. Thế là nhìn xa xa, cô ta thấy một cái ổ gà chưa đầy nước. Cô ta mới chạy lại rửa chân cho đỡ khát nước. Cuối cùng cô ta lại có thai. Lúc đó tôi đang xét vé thì cô ta bồng đứa con trai đưa cho tôi, và cô ta leo lên chiếc xe đạp chạy mất hút. Tôi hận phụ nữ ngay lúc đó. Đúng là một câu chuyện buồn mà. Nhưng mà ông anh ơi, cái chuyện này, cái chuyện cá nhân của anh, thấy không? Chứ anh đâu có thể quy chụp hết tất cả phụ nữ trên đời này là xấu như vợ anh được. Trong nhà không thể nào thiếu vắng hình ảnh của người phụ nữ, nhất là trong những ngày tư ngày Tết như vậy, thấy không? Cho nên là ông bỏ cái định kiến của ông anh đi, phải có phụ nữ trong nhà. Không, không cái gì. Ba ơi, hai ba ơi, không khí nó căng thẳng quá, cuối năm rồi, chuyện cũ mình bỏ qua. Ăn cơm đi. Sáng giờ đi xe đói bụng quá con ơi. Dạ mời. Rồi thôi mời cả nhà nha, mời ông anh xui. Ăn cơm đi mọi người. Rồi ăn cơm. Dạ con mời ông nội, mời ông ngoại, mời ba, mời chú Kim Lý, mời mọi người ăn cơm. Ăn đi con, đây nè. Đồ ăn này ngon nè. Nè. Con ăn thêm. Alo, đi chứ. Đang có chuyện gì? Xui từ ơi. Từ đi, hôm nay là ngày giao thừa mà. Đi anh ơi. Cái chuyện đó để qua được không? Thôi ra đi. Tôi tính sao vậy nha. Thôi nha. Dạ ăn cơm. Ăn cơm. Dạ mời ông ngoại. Nhà mình mời ba mời chú Kim Lý ăn cơm. Ăn cơm đi con. Mời mọi người ăn cơm nha. Trời ơi. Nhỏ những cứ gì? Alo. Cái gì vậy? Đúng rồi, tôi là để qua giao thừa đi. Đang ngồi ăn cơm mà cứ gọi hoài. Thôi nha. Đi rồi đây. Rồi thôi. Nói hoài thiệt á. Dạ, cái nhà ăn cơm. Dạ ăn cơm. Dạ mời ông nội, mời ông ngoại, mời ba, mời chú Kim Lý ăn cơm. Dạ. Thôi nghỉ khỏe đi. Ủa mình ăn cơm với nhau bữa không được hả ông anh? Dạ được, dạ được. Làm cả năm rồi, đầu tắt mặt tối rồi. Bữa này có bữa cơm đoàn viên thôi, mình ăn với nhau mấy phút không được. Sao mà cứ gọi điện thoại hoài vậy? Dạ, cầm đũa lên ăn giùm tao một cái. Gì dạ. Đâu à? Dạ. Đánh nó bỏ điện thoại xuống. Thôi bây giờ tôi chơi cái trò này nè. Tất cả điện thoại đưa ra hết. Tôi cũng đưa luôn. Gì vậy? Ai mà có tin nhắn hay là điện thoại gì đó phải mở cho tất cả mọi người cùng nghe. Dám chơi không? Ủa, là bí mật đồ bị công khai hết hả ba? Phải công khai hết. Mình người trong gia đình không mà sợ gì. Với lại cuối năm rồi, mình coi như là mình chia sẻ hết tất cả bí mật mình đón năm mới luôn. Dám chơi không? Tôi già rồi, có đâu dám chơi. Được. Con cũng vậy, công việc làm ăn không có gì. Đúng dạ. Là con rể. Điện thoại con cũng sắp hết pin rồi. Rồi người trong nhà chơi hết rồi, người dưng mắc gì sợ? Con có gì đâu để giấu. Chơi. Con xin phép cả nhà con về. Về? Ủa? Sao con lại về? Dạ tại con thấy con hợp tuổi với gia đình mình. Bậy, con tuổi con rắn, ông con tuổi con heo. Con heo. Con lương lẹo nha. Con là con heo. Cái nhà này không phải muốn vô là vô, muốn ra là ra đâu con. Bỏ điện thoại xuống. Cơm đi. Ăn cơm đi.
điện thoại của con kìa. số lạ không cần không phải đâu, được để con tắt máy. Con à, trước lạ sau quen, mở máy đi cho tất cả mọi người cùng nghe. Dạ luôn, cho em hỏi số điện thoại chị Đào mà. Chị Đào cái gì? À, anh Đào. Anh Đào. Ủa là anh Đào chứ phải chị Đào hả? Anh Đào nói cái gì, nói nhanh lên đi trời. Đào Đào chú chị. Anh ơi, em có lô đất ngọt đẹp lắm, ngang hai dài 4 chiều sâu vô cực luôn, sâu chiều sâu bình dương á. Cho nên có nhu cầu không, em giới thiệu cho, giá rẻ lắm. Xin lỗi em, gia đình chị không có yêu cầu gì hết. Dạ, gia đình anh không có yêu cầu gì hết. Rồi thôi, để dành xài đi nghe. Thì, dạ, bán đất nền ông ơi. Ông. Thôi ăn cơm đi. Dạ, hay vậy lắm. Dạ, ăn cơm. Để làm ông nội ta mà ngoài cơm. Để nó mất vui. Điện thoại của con mà số lạ chắc cũng gọi lô đất nền nè. Con này ơi, vẫn câu nói cũ, trước lạ sau quen. Thì có ở đâu, con không có gì mà, bình thường. Alo. Bà bà. Trời ơi, quỷ thần ơi. Một trời chú đâu cũng tiêu cho bà. Bởi có cái màu sơn này đẹp dữ lắm. Bữa nay là 30 rồi, tôi dắt đi sơn đi mùng 1. Trời ơi, đi chúc Tết là trang trình lớp. Nó kêu đứng lại, nó nói lớp vô đó. Ủa là sao vậy? Đàn ông mà đi sơn móng tay, lớp vô. Rồi còn đi cua trai. Ủa vậy là sao vậy con? Con đồng tính. Con ở bên nhà này suốt thời gian qua là vì con thương anh Bần. Ủa chuyện này là sao vậy anh xui? Chuyện này à, dạ cái chuyện này con thấy bình thường mà ông ngoại ông nội. Con thấy bình thường lắm luôn á. Ngày đầu tiên là con gặp chú Kim Lý đi với ba con á, là con đã biết là hai người vậy rồi. Đầu óc tôi nó già rồi, nó chậm quá, để tôi sâu chuỗi lại cái sự việc này. Không có ba, con có vợ rồi. Con có vợ, con là con rể của ba. Con có vợ rồi. Là chồng của con Cẩm Ly. Ủa rồi con Cẩm Ly đâu con... Ủa con gái tôi đâu ông anh? Mấy tháng trước Cẩm Ly nó về đây không về nhà ông hả? Cẩm Ly vợ con chứ mới về quê hôm qua. Ủa chưa gặp ba hả? Con thấy là chú nãy giờ ra chơi đủ rồi, giờ chú bắt xe chú về giùm con đi chú. Cái gì vậy con? Cái này nhà của con rể chú mà mắc gì con người dân mà con đuổi chú đúng không con? Giờ mà chú ở lại thêm giây phút nào nữa là chết con đó chú ơi. Con mắc cười quá, nhà người ta chơi con đi về đi. Nhưng mà chú đừng ở lại đây nữa. Lần trước chú ở đây người ta nói chú ăn cắp mấy lít gạo người ta. Người ta nói chú ăn cắp gạo. Trời ơi, con tôi mà, cháu tôi mà. Thôi được rồi, tôi sẽ ra bên xe tôi ngủ lại. Sáng sớm hôm sau tôi bắt xe tài nhất tôi về quê liền. Tôi không bao giờ ở lại đây một giây phút nào nữa. Nhưng trước tiên tôi phải gọi cho con Ly con tôi. Ba ơi, đừng mà ba. Đấu chuông, đấu chuông con. Ủa tại sao tôi gọi số con Ly con tôi mà? Trời ơi! Bà ơi! Không lẽ cậu... Ông ngoại... Con giết con Ly con tôi để cậu cướp tài sản rồi cậu cướp chồng nó! Cậu nói đi! Cậu giết người gấp của! Cậu nói đi! Bà ơi! Con bà gì vậy? Kim Ly, con Cẩm Ly của ba nè ba. Ly ơi, sao mà đánh ông nội vậy hả con? Con xin lỗi ba, tại vì ba lúc nào cũng nói hận đàn bà, rồi hà khắc cái con dâu, cho nên con phải cải trang để được gần con. Sao số tôi cay nghiệt như vậy? Tại sao vậy ông anh? Rồi mày có biết cái chuyện này không hả Bần? Dạ thưa ba con biết. Nhưng mà tại vì ba của con khắc khe quá, lúc nào cũng chèn ép vợ con, cho nên vợ chồng con mới bày ra cách này rồi thưa ba. Trời dạ ơi, thưa ông nội, con cũng biết cái chuyện này. Ly ơi, ba xin lỗi con Ly. Cụ tại ba ích kỷ, ba hận đàn bà, cho nên cháu của ba, con của ba và con dâu của ba
phải khổ như thế này. Ba sẽ không như vậy nữa, ba sẽ không ích kỷ nữa. Bây giờ ông hứa đi, ông phá bỏ lời thề, lời nguyền trong nhà này đi. Tôi hứa, tôi không ích kỷ nữa, tôi sẽ phá bỏ lời nguyền. Thiệt không nội? Thiệt à? Ông nội hứa. Có cảm không nội? Vậy là Tết này ông nội có cháu dâu rồi đó ông nội. Hả? Cháu đây nè ông nội. Dạ. Ủa, con xin chào ông nội, con là Đào chứ không phải là Đào. Là con là Đào. Dạ. Trời ơi, như vậy là kể từ nay gia đình chúng ta có nếp có tẻ, có trai có gái, cho thuận hòa với các con. Dạ. Ôi kìa, ta phá bỏ hân hoan chào đón tất cả quý vị đã đến với rạp xiếc Cờ Hò. Kính thưa quý vị, và hôm nay tôi xin tự tin hân hạnh giới thiệu, tôi chính là con chó. Và sau đây không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào sự xuất hiện của một loài động vật thông minh hơn cả tôi, đó chính là con người. Dạ dạ. Con người mà đứng gì kỳ vậy? Dạ. Ủa con người hay con chó? Đứng đàng hoàng coi. Dạ em xin lỗi anh. Tiết mục đầu tiên là gì? Tiết mục đầu tiên là con người làm toán. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt ra một phép toán cho con người trả lời. Dạ. 1 + 1 bằng mấy? Bằng 2. Giỏi. Bây giờ tiếp tục. Dạ. 5 + 5 bằng mấy? Bằng 10. Dạ. 10. Ủa sao chị anh? 5 + 5 bằng 9. Tào lao. Gì 5 + 5 bằng 9 mà. Bây giờ để tính cho coi, đưa cái bàn tay lên. Giống tay cùi có gì? Không, cái này là tay chó. À tay chó. Bây giờ mượn bàn tay người đi. Rồi. Rồi đếm. 1, 2, 3, 5. Có đánh rơi nhịp nào không? Dạ có. Đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngón này là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Nhớ kỹ trong não mình là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Đếm. 5, 6, 7, 8, 9. Bằng 9. Anh chó ơi, thông minh quá anh chó ơi. Bởi vậy con người có bàn tay mà không biết vận dụng. Hay quá. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là dạy con từ thở còn thơ, dạy người từ thở bây giờ mới về rạp xiếc. Đúng không? Dạ đúng. Đúng nè, đúng, đúng. Ủa sao đánh em? Không, cái này là lỡ tay. À. Không, nhưng mà nói cho nghe. Bây giờ, nói nghe nè, ngoan đi. Bây giờ á, có phạt thì có thưởng. Bây giờ là tới giờ ăn. Tới giờ ăn rồi. Đây, đứng liền, đứng đèn nè. Đây, đèn thức ăn của tao. Ủa anh ơi, đồ ăn của chó thì làm sao con người ăn được anh? Ủa sao đồ ăn của con người mà con chó ăn được? Bây giờ ăn. Ăn. Không ăn nè, không ăn, đốt ăn mà không chịu ăn. Ủa sao anh đánh em vậy? Đốt ăn mà không chịu ăn, bây giờ ăn nè, ăn. 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 Ăn nè, ăn đồ ăn của con chó mà con người đòi ăn. Bây giờ ăn không? Ăn không? Ăn nè, ăn nè. Ăn, ăn không? Hả? Không trả lời, không trả lời. Sao vậy? Hả? Sao đánh em? Không có ý kiến cũng đánh nữa hả? Mày đang ý kiến đó. Ý kiến nè, ý kiến. Anh khó quá, anh đánh em hoài. Rồi bây giờ tiếp tục tiết mục tiếp theo đúng không? Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo không bao giờ có ở những rạp xiếc, chỉ có trong phòng mà thôi. Đó chính là tiết mục con người karaoke. Rồi giới thiệu. Dạ thưa anh chó. À. Thưa toàn thể quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Ừ. Sau khi em hát bài này thì anh chó sẽ không đánh em nữa. À. Và quý vị sẽ trở nên yêu em hơn. Rồi. Đây là ca khúc mà chính em sáng tác khi người yêu em bỏ em. Bài gì? Em xin bắt đầu. Được. Tình yêu tình yêu
Tình yêu như chén mắm ruốc bên hiên nhà nàng. Tình yêu như chén mắm ruốc mùi hương thúi rầm. Mắm ruốc bài tầm lâm như mắm ruốc bài tầm lâm. Mà sao không hốt để cái chén mắm ruốc nó cứ bài thúi rầm. Mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài. Bài, bài, bài. Hát bài gì? Dạ tình yêu mắm ruốc. Biết mắm ruốc là có liên quan tới mắm tôm không? Hả? Mắm tôm là liên quan tới thịt của tao á. Bây giờ là sẽ huấn luyện cho mày một cái tiết mục mới. À, tiết mục mới đúng tiết không? Tiết mục mới. Dạ, dạ. Lấy cái dòng. Dạ, lấy cái dòng. Lấy cái dòng. Ủa mà anh ơi, cái dòng này sao nó lại có những cái cục này ở đây là sao vậy anh? Để trang trí cho nó đẹp thôi. À, trang trí đẹp đúng không? Rồi. Lắc đi. 2, 3, lắc. Khoan đã. Sao vậy? Bây giờ mình phải đốt lửa lên nó mới đẹp. Anh ơi. Anh ơi, cái này em chưa học mà anh. Vậy chứ hồi đó tao có học đâu mà mày bắt tao lắc. Khổ quá anh ơi. Hả? Đốt lên lửa nào. Anh ơi. Rồi sao nữa, sao nữa? Ê, thả cửa thở đi cũng lửa này. Trời ơi, anh ơi. Rồi, chơi. 1, 2, 3, lắc. Nhát. Chơi rồi, chơi đạp, chơi đạp, chơi. Chơi, chơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, mày đâu rồi, trời ơi, trời ơi, trời tao biết lỗi của mình rồi. Từ nay tao sẽ không đánh đập hành hạ mày nữa. Tao thương mày lắm. Mày mãi là bạn tốt của tao nha. Chó người, người chó. Tôi nổi hết da gà rồi nè. Mày ơi, ráng đi, ráng đi, ráng đi. Mày ơi, giá không nổi đâu. Mày ra động mới nóng người mới bớt lạnh được, mày hiểu không? Khởi động nãy giờ đó, bớt lạnh đâu. Là lạnh lắm hả? Lạnh lắm rồi. Vô đây, vô đây. Làm vô đây, gì vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây. Làm gì, làm gì? Mở vô. Hả? Mở vô, mở vô. Sao, sao? Mở vô, mở vô. Rồi, rồi, rồi. Gì hả? Ông tao, ông tao, ông tao. Cái này hay quá ta. Trời chứ sao. Ai chỉ mày cái này vậy? Mẹ tao. Hay quá. Trời, dữ vậy. Ai chỉ mẹ mày vậy? Ba tao. Hay quá. Trời, hay mà. Uầy. Gì ba? Mày khùng mà. Vậy? Mày nghĩ sao? Ba mày chỉ mẹ mày cách này. Bây giờ mày chỉ tao. Ý mày là sao? Cái gì? Ủa ba nghĩ ở đâu vậy ba? Con chỉ muốn cho ba đỡ lạnh thôi ba. Ba nghĩ sao vậy? Thôi đi, tao không chơi thằng biến thái với mày. Cái cũng làm nào. Không chết hả? Không. Điên. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Tự nhiên bị té. Điên. Ôm tao, ôm tao, ôm tao. Lại quá, lại quá, ôm tao, ôm tao. Đừng có ngại mấy cái chuyện này, mày hiểu không? Thôi, thôi. Miễn sao mà qua được cái mùa đông này thôi, mày đừng có ngại mấy cái chuyện giới tính này, cứ bình thường đi nhé. Mấy giờ tao thật, tao chịu không nổi đâu mày ơi. Lạnh như này, mà cả tuần nay mình đi ăn gì đâu. Cứ cái tình hình này kéo dài nha, tao với mày không chết hết đâu, chết đói trước. Bây giờ anh em tìm cách gì đi. Đấy, gì? Ngại không, tao chịu không nổi đâu. Mày có thấy cái thứ đang thấy không? Thấy. Nhưng mà tiếc quá. Phải chứ bây giờ có mắm tôm với củ riềng thì hay biết mấy. Mày tào lao. Bánh mì mắc gì ăn củ riêng. Ủa mày nhìn bánh mì hả? Hả? Tao nhìn con chó. Mày khùng quá mày ơi. Ở đây giết chó cũng như giết người đó. À. Để tao. Tao nhìn bánh mì tao chịu hết nổi rồi. Tốt 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 tốt.
Trời sức mà sức nào mày giật không lại con chó hả? Mày ngon lắm. Mày đừng kỳ mày là chó mà ăn hiếp người ta. Ê sao mày ngột ngạo vậy mày? Mày dành đồ ăn cho con chó không được mày chửi nó là sao? Tao nói mày rồi. Bây giờ á, muốn dành đồ ăn của con chó thì mày phải hiểu tập tính của con chó, sở thích của nó là cái gì, thì mày mới tiếp cận nó được, mày lấy cho nó dễ dàng. Để tao. Hay quá. Mày làm gì vậy? Con cái cái gì? Thông minh quá ơi. Bây giờ tao biết chơi chó là chơi làm sao á? Lấy lẹ đi mày, tao đói lắm rồi. Mày nhớ mặt mày đi. Ê, mày mới nghe nó nói gì không? Không, không, đâu nghe gì đâu. Tao bị sẵn, tao bị sẵn. Lẹ. Lẹ đi. Lẹ đi, làm gì vậy? Ăn đi. Hả? Ăn đi, đi, nhường. Ăn mì đó. Gì vậy? Ê. Đừng có bánh mì mà như cục sắt vậy mày. Trời ơi, bánh mì đập. Ê, sắc chung bánh mì mày ơi. Cây sắt á. Mày có cách gì không? Cách gì nữa, bây giờ nhìn đỡ đói chứ biết sao. Bây giờ với tình hình này mình chịu không nổi đâu. Đi qua chỗ tao ở được không? Tao bảo này qua bên bệnh ở á, bảo đảm mày có người cho mày ăn. Tới giờ ăn là kêu mày ăn, tới giờ ngủ là kêu mày đi ngủ. Đã hả? Đã lắm. Đi. Đi, đi. Ê, ê, đi đâu? Đi tù. Mày điên à? Điên cái gì? Tao ở ngoài có tự do, tao không thích đi tù đâu. Thằng khùng. Tù lắm. Vô trong đó có người lo cho mày ăn mày ở. Bây giờ tao nói mày chỉ cần kiếm cái tội là mày phạm nhẹ thôi, mày ở chừng 2 tháng hết rác mày ra. Đi đâu lẹ lên. Mày khùng quá, tao không đi đâu, tiên bắt tao vô tù. Trời đất ơi, bây giờ mày đi không? Tao hỏi mày đi không? Đi. Tại mày là bạch bốt của tao thôi. Trời ơi, dứt khoát vậy luôn hả? Ừ. Bây giờ muốn đi đúng không? Đi. Trời sĩ. Gì vậy? Quỳ lại ân nhân đi. Ờ, quỳ lại. À. Bảo đảm với mày, vô tù được hay không là nhờ cái ổ bánh mì này. Mày thấy cái cửa là kia không? Cái nhà có cái cửa kính là kia thấy không? Thấy. Coi tao nè. Đi tù là cái chắc. Tội nhẹ nha. Hay tội lắm đi tù kia là tội nhẹ thôi. Đứng lại. Hai anh nãy giờ đứng ở đây đúng không? Ừ đúng anh. Vậy hai anh có biết ai là người cho ổ bánh mì vô cửa kính hay không? Dạ biết. Tôi. Là ai? Tôi. Tôi không một lần nữa. Là ai? Tôi. Hai người có giận mặt với tôi nha. Hả? Chỉ có một ổ bánh mì mà hai người cùng chọi là sao? Hả? Là ai? Tôi. Hai định bao che cho nhau đúng không? Thôi được rồi. Lucky. Gì vậy? Ê cái con này quen quá ta. Hồi nãy mày chơi chó với tao đúng không? Nó mới nói chuyện tao đúng không? Nó nói gì? Không, chắc là tao sẵn. Đây là con Lucky, luôn đi theo bên tao. Và đây là ổ bánh mì của con Lucky. Nếu nó ngửi được mùi của ai, người cuối cùng cầm cái ổ bánh mì này thì đó chính là hung thủ. Hai người đợi đó. Lucky. You can see me. Đến đây anh. Có nhớ hồi nãy anh đánh em không? Anh cho em một hai cái chỏ để cho em biết thế nào là để đổ anh giật đồ ăn của em. Bây giờ hửi anh đi, hửi anh rồi chỉ anh tống anh vô tù nhanh lên. Thì ra anh chính là hung thủ. Đứng ngay. Yeah. Đi tù rồi. Đừng có nói nhiều. Đi theo tôi. Này, bắt ta đi. Ta biết. Ta đi đây. Muốn vô tù đâu có dễ. Cái gì vậy trời? Cái gì làm sao? Trời đất ơi.
Ủa cái này con tôi bày ra mà sao không bắt tôi vô tù, bắt rồi nó vô tù là sao? Trời đất ơi, bây giờ phá hoại tài sản cũng không được vô tù hả? Vậy thì gây thương tích cho người vô tội. Bây giờ thằng nào mà xuất hiện ở đây bất thình lình là thằng đó xui dữ lắm. Ta sẽ cho một hai cú đánh vào mạng sườn trái, một hai cú đánh vào mạng sườn phải, lên gối một hai cái gọi là chuẩn bị tinh thần cho tàu ha. Quýnh thằng đó chắc vô nhà thương luôn, quá chứ vô tù gì. Ra đi, đối thủ xứng tầm của ta, ra đi. Ào đâu, xuất hiện đi. Bắt tôi lại. Tao đánh người rồi. Em đã đánh người vô tội nè. Cảm ơn em đã bắt giùm anh thằng ăn cướp. Cảm ơn em. Em giỏi lắm. Cảm ơn. Mày đi. Đến. Đi. Đổi không? Đổi chỗ không? Đây, thằng ăn cướp chạy rồi, bắt nó lại. Muốn vô tù đâu có dễ. Trời sao vậy? Trời ơi sao mà ngược ngạo vậy? Bây giờ muốn vô tù mà khó lên như vậy sao? Trời ơi! Đánh người không được. Thằng cảnh sát còn ra đó, ra liền. Thì bây giờ cưỡng hiếp. Ở lâu hơn một xí mà chắc chắn phải vô tù. Bây giờ coi như cô gái này xuất hiện ở đây là cô gái nó xui dữ lắm rồi mới gặp ta. Cô bị cái gì vậy? Tôi với cô không quen biết với nhau. Nãy giờ tôi đang xúc phạm thân thể của cô. Tại sao cô không la lên chỗ bắt tôi? Con làm gái ba ơi ba. Trời ơi, không có giấy tờ mà la lên chỗ bắt con hả? Bây giờ không có ổng là mày chết mày với tao. Tao với tao mày. Làm gì hả? Làm gì vậy hả? Hả? Cúi chùa hả mày? Hả mày? Hả? Ở đâu ra miễn phí mày vô mày làm gì mà sao trẻ tao vô đẩy giờ vậy mày? Hả? Tiền đây. Đưa tiền đây. Không đưa. Cô la đi, rồi tôi đưa tiền cho cô. Mày điên hả? Tao nói tao không la được mà bắt tao la hoài vậy? Cái thứ gì làm gái mà không biết la? Mày phải hiểu tính chất công việc của tao nha. Tao làm không bao giờ tao la hết nha mày. Nè, tao nói cho mày biết, bây giờ đưa tiền tao hay không? Tao không đưa. Mày làm gì tao? Mày đưa không? Không. Ok, tao thí mày luôn nha, tao cho mày luôn. Hỏi đi, đi luôn, mày đi cho tao. Đừng bao giờ để tao gặp cái mặt của mày, nghe chưa? Nghe chưa? Tao đã gặp rất nhiều người vô gia cư mà chưa bao giờ tao thấy được cái thằng nào mà khốn nạn, bỉ ổi, đê tiện như mày. Cô nói gì vậy? Tao nói mày đê tiện đó, tao chửi cái bản mặt của mày đó. Tôi cấm, cô xúc phạm tôi. Cô làm gái, cô lấy tư cách gì cô xúc phạm tôi. Ra cho bà. Nè. Em lấy em nói là chị không được xúc phạm em. Nè. Chị lấy cái tư cách gì tôi nói là người vô gia cư? Chị biết cái gì vậy em? Em có đi làm chứ bộ. Nhưng mà em làm ở đâu người ta đuổi cái chỗ đó. Khổ lắm. Mà em có làm gì sai đâu. Em cũng quên đi trễ thôi mà. Im đi. Đừng có phỉ báng người khác như vậy. Người ta cũng muốn sống tốt mà.
Mày muốn tao cắn mày để mày đánh tao rồi mày được vô tù chứ gì? Mày nói tới vậy tao giờ tao mới nghĩ ra luôn á. Cắn tao đi. Coi chừng nó cắn bây giờ nó mất dạy. Ê, anh có sao không vậy? Hả? Chết rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi, chảy máu rồi. Qua đây, để tôi. Đây nè. Tỉnh ra đi. Anh có sao không? Để tôi coi. Tỉnh ra đi mà. Để tôi coi, anh chảy máu rồi nè. Tôi nói đừng coi, cô đi ra đi. Đi thì đi. Đi đi. Đi đi, trả đây. Ghét. Cần cái khăn. Đặt lạnh muốn chết còn sao sao nữa. Cái chân có sao không? Đáng là tôi phải bỏ mặt anh rồi đó. Thứ người như anh đó. Anh xúc phạm phụ nữ hả? Hả? Tại anh cứu tôi vì tôi mà anh bị thương vậy nè. Chứ anh đừng có hồng cho mấy cái này vậy. Qua. Bây giờ chửi tôi cho đã đi. Lạnh không? Lạnh. Ôm tôi cho đỡ lạnh nè. Máu nghề nổi dậy hay gì vậy? Nè, tôi đang thương hại anh đó nha. Không lợi dụng tôi nha. Anh lạnh quá, anh không lợi dụng tôi thì thôi chứ. Vừa vừa phải thôi. Muốn vô tù là sao? Cái đầu chứ là ước mơ của tôi. Ước mơ cái gì? Giờ nè, nói chuyện của cô nè. Chuyện của tôi cái gì? Ừ, cô làm vậy á. Ủa, cô có đi thiếu không? Hả? Hỏi có đi thiếu không thì đi, còn nếu không đi thiếu thì thôi, người ta không đi chứ có gì đó mà mình. Cảm ơn em. Ờ á, cảm ơn cô rất là nhiều. Cô đã cho tôi suy nghĩ theo một hướng tích cực hơn. Không như vậy nữa. Cô đi nha. Khoan. Hả? Đói bụng lắm phải không? Ờ. Nè, có tiền cái gì vậy? Cầm tiền đi kiếm cái gì ăn đi, rồi suy nghĩ lại đàng hoàng, biết chưa? Cho tiền tôi hả? Ừ. Nhưng mà bị rách rồi. Bà nói nó nãy lo chạy xô không kiểm tra cái thằng khách nó. Đàn thiệt. Đây nè. Rồi đó. Đây đi. 3 đồng hả? Ừ. 3 đồng mua gì ăn được? Đó. Hết chỗ nhét rồi ông nội. Trời ơi trời. Đi đi. Đi đi. Tôi đi á. Em ơi, nghe em nói nghe nè. Cái gì? À, 10 đồng này anh hiểu rồi, tỷ diện nữa anh sẽ cất. Anh hứa là sẽ ăn uống đàng hoàng, rồi sẽ có sức khỏe, sẽ trụ qua được mùa đông năm nay. Còn em cũng phải ráng trụ qua mùa đông năm nay nghe chưa. Rồi mùa xuân tới em phải nhớ ra đây đứng đường tiếp. Anh hứa anh sẽ là vị khách mở hàng đầu tiên cho em mừng xuân mới. Anh hứa tình yêu của chúng ta bắt đầu từ một lần em đi khách. Anh yêu em. Yêu thiệt á. Yêu lẹ vậy ba? Tình yêu sét đánh mà. Tôi lại. Thật chó. Ghi mày. Mà tao. Yeah. Bắt tôi lại.
Cảnh báo, có người bị thương, Em ơi, tại sao vậy? Trời ơi, tại sao khi mà anh hiểu ra tất cả mọi chuyện, anh hiểu là ước mơ đôi khi rất đơn giản, ước mơ chỉ là sự tự do. Nhưng mà tại sao lại ra đi giúp em không người biết tên của em? Anh chỉ biết em làm gái thôi. Tại sao vậy? Đừng lại đi, mọi người ơi, ước mơ đơn giản là mọi người ơi. Tại sao? Tên dậy đây mà. Em ơi, kêu cấp cứu đi ba. Cấp cứu. Và hôm nay là một buổi lễ tiệc cưới rất là đặc biệt, và chúng tôi rất cảm ơn sự hiện diện đông đủ của quý vị đến đây, đã không quản ngại đường xá xa xôi, bất thời giờ vàng ngọc để về chung vui với cô dâu và chú rể. Đây là tiệc cưới của một nữ diễn viên xinh đẹp và nổi tiếng cùng với một doanh nhân rất thành đạt. Và thưa quý vị, bây giờ hãy dành một tràng pháo tay to khủng khiếp để cùng chào đón cô dâu và chú rể. Cô dâu chú rể xin gửi đến tất cả quý vị lời chào thân ái nhất. Kính thưa quý vị, bây giờ là tiết mục văn nghệ. Xin hỏi có quý vị nào có một bài hát hoặc là một tiết mục nào để tặng cho cô dâu chú rể ngày hôm nay không ạ? Ôi, máu quá. Vâng, mời anh. Anh hát hay anh ngúa? Mic này là dành riêng cho anh. Cảm ơn anh. Xin cảm mời anh. Mời anh vô. Thưa quý vị khán giả, thưa bà con hai họ, thưa dòng họ hai bên, tôi là bạn thân của cô dâu chú rể, bạn thân từ thuở ấu thơ. Có thể nói cô dâu chú rể là một cặp trai tài gái sắc, xứng lứa lừa dừa đôi, cá mè một lứa, nồi nào úp dung gió, ngu tầm ngu, mã tầm bẫy. Đúng, rất bựa. Anh mới bựa đó. Cái gì vậy? Nàng nói gì vậy? Ủa nói gì vậy? Ôi lên đây tôi chung vui mấy bạn. Mà mấy bạn làm cái gì vậy? Ủa mấy bạn, ủa tôi chung vui mà không được. Sao mà tự chối tôi là sao? Anh ơi, ủa? xin lỗi anh gì. Bây giờ á, khách khứa cũng đến đủ rồi. Hay là anh xuống đó ngồi rồi ăn một chút chung vui với tụi em. Bây giờ là anh chỉ muốn ở đây chung vui, chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người. Không lẽ không được sao ta? Ủa sao kỳ với mọi người? Đúng không? Tôi có được quyền không? Được quyền cho một tràng pháo tay đi. Bây giờ á, anh muốn hát gì thì hát, nói gì thì nói. Anh không hát không nói, anh muốn chia sẻ thôi. Anh chia sẻ cái gì? Không giấu gì mọi người, cô dâu hiện bây giờ đây là người yêu cũ của tôi. Em nè, nè, tôi có quen biết gì với anh đâu. Anh biết hôm nay là ngày cưới của em mà. Bởi vì anh vừa đi làm về, anh đã thấy tấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Anh đọc thiệp sao cảm thấy hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp nơi, ai nhưng anh tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tư phùn, mà sao lòng còn thấy cay cay la 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 la. Cậu gì vậy? Anh đang nói lung tung cái gì vậy? Lung tung cái gì? Tôi đã chia sẻ cho mọi đây người mà. Đây là đám vui của tôi đó. Tôi biết là ngày vui của anh, tôi mới tới phá nè. Nè, tôi kêu bảo vệ vô bắt anh bây giờ đó. Cái gì? Kêu cái gì? Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Bảo vệ à? Đi qua đây. Đi qua đây. Tao kêu bảo vệ đi. Bảo vệ vô mà khống chế tôi một cái, tôi cắt cổ đi. Vô đây. Vậy? Ha. Đùa với tôi à. Mấy người mà kêu bảo vệ bắt tôi cứ cổ tôi liền. Thấy tôi ngu chưa?
Thành nói cho em biết, người chồng tương lai của em là một thằng đéo. Nó ăn chơi trác táng, rủ chè đàn điếm. Mới đây nó quen một con nhỏ 17 tuổi bán cua với Cà Mau kia. Anh ăn nói cho đàng hoàng á. Ăn nói cho đàng hoàng hả? Ăn nói xong mới là gọi là đàng hoàng ha. Dám thề không? Thề đi. Nếu như mà thằng nào nó xạo, thằng đó làm chó, tôi thề là Anh ta nói cái gì vậy? Anh giải thích dám đi. Thề không? Dám không? Không thôi thôi bỏ đi, bỏ đi, thề làm cái gì? Đây, tôi có bằng chứng của anh. Tôi đã thề thám tử từ theo dõi anh, nắm được chứng cứ ngoại tình của anh. Anh nghĩ đi, nghĩ đi. Những tấm hình này bung ra, anh còn thể diện không? Bên ngoài một tấm nè, bên nội một tấm nè. Sao? Vô đây giật hình hả? Vô đây giật hình hả? Muốn gì? Vô à, đại gia hàng gì có khách VIP ha. À, mấy người này mà biết thì sướng cho mặt anh lắm. Có gửi thầy một tấm, em gửi anh một tấm, em gửi anh chị hai tấm. Nghĩ đi, ở đây có thầy Đức Hải với lại chị Thủy Tiên là còn đỡ cho anh. Nghĩ sao vậy? Chị Việt Hương với anh Trấn Thành mà biết được cái chuyện của anh thì anh nghĩ cả Sài Gòn này có biết không? Em xin lỗi anh. Đây, mời quý vị. Khỏi, khỏi giật. Tôi nói cho anh biết, hình này chỉ là một ít thôi. Tôi còn một số hình thu nhỏ nữa. Tôi đã liên hệ với đại lý Me rồi. Chỉ cần 30 phút sau mà tôi không rời khỏi chỗ này an toàn, toàn thể ở Việt Nam này sẽ biết anh như thế nào. Sao? Thấy kèo này chua chưa? Thôi đi! Cái gì? Cái gì? Sao? Hả? Thú nhận đi! Anh không thú nhận, tôi gọi người ta tới liền, phân bố toàn quốc liền. Alo? Em à, anh sai rồi, anh xin lỗi. Tại lúc đó anh bồng bột, anh ham chơi quá. Nhưng mà anh không có yêu con nhỏ đó. Từ khi anh quyết định cưới em, anh hứa với em, ngày mai anh sẽ bỏ nó, anh sẽ bỏ tất cả. Em à, em tin anh đi, em tin anh đi em. Em tin em đi. Tán là đúng. Hôm nay đám cưới mà ngày mai mày mới bỏ con nhỏ đó hả mày? Hey! Sao? Em sáng mắt em ra chưa? Còn mày nữa, hôm nay tao sẽ lột trần bộ mặt thật của mày. Mày im đi! Tao lột trần mày! Tao nói mày im đi! Tao lột trần mày! Tao bỏ con mày nhuận mày! Im đi! Quá trời này, tại tôi ghê quá, tại tôi ghê quá vậy? Bây giờ anh thấy chưa? Ai xứng đáng với em? Ai tốt với em? Đi với anh về vùng biển vắng. Ở nơi đó có những ngày hè trong nắng. Đi với anh Ngọc Lan nè. Cái gì vậy? Ê, cái gì? Tôi là Lan Ngọc mà, anh đang nói cái gì vậy? Tại bây giờ không còn lừa tôi à? Đây nè, bản thành hôn ghi rất rõ ràng tên họ của em. Em còn chơi nữa à? Đây là chú rể Minh Tân, cô dâu Lan Ngọc Lan. Ở đây chỉ là một cái bàn tập kỹ của em tập vợ thôi chị. Dạ, chị đừng hiểu lầm. Đâu phải là cái... Dạ, dạ. Ủa sao cái mặt y chang bạn gái vậy ta? Bạn gái em thương nhau dữ lắm chị. Dạ, quen nhau cái năm 2014 mà chưa gặp nhau một lần luôn mà. Nhưng mà em thấy để hình chị đàng hoàng em mới thiệt. Vậy là cuối cùng là sao? Ủa? Bạn gái của anh tên là Ngọc Lan. Ừ. Chứ không phải là Lan Ngọc. Từ nãy đến giờ là anh vô phá đám cưới lộn hả? Anh thôi đi. Cái gì? Bà nát cái đám cưới của tôi. Còn danh dự, mặt mũi của tôi để đâu? Để bịt me rồi.
Em nói chị biết, như hôm nay không có em, không có em ở ngày cưới của chị thì chị sẽ lấy nhầm chồng rồi. Cô xứng đáng với chị không? Chị nghĩ đi, tình yêu mà được xây dựng từ những điều gian dối, dối trá với nhau thì nó có tồn tại, nó có vững bền hay không? Hay là nó lung lay quyết liệt? Nãy giờ em lộn là em tầm bậy. Em xin chuộc lỗi lại bằng một tiết mục văn nghệ biểu diễn gấp vui cho quan viên hai họ và dòng họ hai bên. Giờ người ta bấm thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng, ngõ tình bỗng dừng tay hoang mang. Rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng, ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng. Nhiều ngày tháng giờ này tương phùng mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhà tung tóe thanh niên hòa ca, vài ba đứa lên lắc lư theo. Ấy là thành đám cưới em với người ta, anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy nay xa càng xa, buồn thay la la. Xe ôm trở về, xe ôm ơi. Công chúa con vua Thúy Tề thì hai mi nu là công chúa cai trị biển Đông, còn cô nàng đánh đá đó là cô nàng tên Mina. Mina xinh tươi với dòng nội thần hiền hòa. Hi, Mina xin chào các bạn, chúc các bạn buổi tối thật vui vẻ. Mấy em lo hát hò mà không có nhớ gì hết trơn hà. Nhớ cái gì chị? Em nhớ chứ. Vua cha nói trong năm nay, một trong ba chúng ta phải có chồng, nếu không Long Cung sẽ bị sụp đổ bởi gì? Thiếu trai. Hai chị ơi, hai chị hay tin gì chưa hai chị ơi? Tin gì? Vua cha vừa bắt được một chàng trai lực lưỡng. Mà em lo lắm chị ơi, em lo em lắm luôn. Em lo cái gì? Chàng trai thì chỉ có một, trong khi Long Cung có tới ba con mỹ nữ đẹp như cục gạch. Hỏi hỏi chia làm sao đây, chia làm sao đây hả hai chị? Nhưng mà bây giờ chàng trai đó ở đâu? Đúng rồi, chàng trai đó ở đâu? Ở đâu? Ở đâu? Hai chị bình tĩnh đi. Chàng trai đó em nắm gọn trong lòng bàn tay rồi, để em kéo ra cho. Sợi dây thần hồ biến. Bà nội ơi, sao có ai không ra thôi? Người ta tới chính điện rồi má ơi, ngưng đi. Em nói rồi đó nha, chàng trai lực lượng này sẽ là của em. Không, chị trong nhà là lớn nhất, nên chàng trai này sẽ là của chị, của em. Thôi đi. Trời ơi, có một chàng trai thôi mà sao phải giành, phải giật. Sao không để cho em hưởng trọn trái tim chàng. Mày nhìn cái khẩu hình của mày đi. Ai mà thèm cưới mày mà mày xáo biển hả? Xấu xí mày mà làm thích gì? Làm chuyện để ý xí. Bây giờ chị sẽ là người xung phong bóp tèn chàng trai này. Yeah. Chị cũng xin tuyên bố luôn, chàng trai này sẽ thuộc về chị hai. Trời ơi, chị cảm ơn em. Nhường nhịn cho nhau là phong cách sống của Long Cung chúng ta, nên chàng trai này dĩ nhiên sẽ thuộc về Út. Rồi Út ơi, vào nhận hàng đi cưng. Vào nhận hàng đi cưng. Chị nhường cho em. Đúng rồi. Chị nhường cho em. Đúng rồi em. Em cảm động lắm.
Em cảm ơn anh chị cho. Trời ơi, có một chàng trai thôi mà tại sao phải nhường, phải nhân. Em xin để cho hai chị hướng trọn trái tim chàng. Bà ha, bà lấy, bà lấy đi. Thôi đi. Ủa, các người nghĩ ta là hàng thanh lý, hàng free, hàng miễn phí à? Trời ơi, cái gì vậy? Tưởng lấy được trái tim trong trắng của ta mà dễ thế à? Mà ta không biết nên xếp các người vào cái loại gì nữa. Đẹp không ra đẹp, xinh không ra xinh mà nhìn kinh cả con người. Rồi, em thôi. Đã có cách. Cách gì? Cho nó uống thuốc lú. Thuốc lú? Ok cô bà, ok cô bà. Em, hai chị nói gì vậy? Bây giờ hai chị đã quyết định rồi, hai chị là người lớn, cho nên hai chị quyết định nhường chàng trai này cho em. Thôi, không chịu đâu. Úp ơi. Dạ ơi. Dẫu biết mai này em có thành hôn gì dường ba đây hay là một ai đi nữa, thì chị cũng sẽ về với em để mừng ngày em xuất gia, cho vui lòng ba với má. Chị cũng nở mặt mày chơi lối xóm bà con. Còn em đây à, liền vậy trời. Em không có lấy cái thằng này. Mệt quá hả? Mệt. Trời ơi, chị nói con nghe nè. Sao này mà người ta đẹp trai lên chưa chắc gì người ta ưng bà nữa. Bà ơi, bà chảnh quá. Đúng rồi, muốn cho trai mà nó thích mình đó là phải có cái body bốc lửa như hai chị đây. Vậy làm sao? Đây là bí quyết giảm cân của hai chị. Nè, uống đi em, uống đi. Chị em được cái tự tin. Uống cái này là em sẽ đẹp như gì hả chị? Dáng như rồi. Chị luôn hả? Đúng rồi đó em, uống nhanh đi. Thì không. Ôi, càng nhanh, đó. Em dùng càng mau. Rồi. Em hãy uống đi. Rồi, để em chị uống. Sẽ vào trong. Ông ơi! 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 Chị thương em quá. Chị thương em quá rồi. Nhưng bây giờ chị phải đi đây. Chị ơi. Trời ơi, con muốn nó đi lấy chồng rồi. Chị ơi. Ê, làm như tôi không nghe vậy đó. Chàng ơi, chàng có sao không? Ta không ngờ chị em trong nhà mà đối xử với nhau như vậy. Nãy giờ ta đứng ta chứng kiến hết rồi nàng ạ. À. Không có đâu, ba chị em thương nhau lắm chàng ơi. Nàng đừng có bao che cho hai chị nữa. Tận mắt ta chứng kiến hai chị nàng bắt nàng uống thuốc ú mà. Không có phải, thuốc lú. Lú à? Yes. Thế uống thuốc lú, chỗ nào trên người nàng lú? Chưa có uống nên không có biết. Ủa mà chàng là ai vậy mà sao chàng bị bắt xuống đây? Ta chính là hoàng tử Thâu. Hoàng tử đang cùng với người hầu đi câu cá giải trí ở trên biển. Mưa to gió lớn đã làm biển động rất mạnh và đã làm chìm thuyền của ta khiến ta lạc xuống đây nàng ạ. À. Tội nghiệp chàng quá. Thôi bây giờ chàng đi về đi, trước khi hai chị của em ra. Chàng đi về đất liền đi chàng ơi. Không, ta không muốn về đất liền nữa. Tại sao vậy? Ngay từ khi được gặp nàng, ta muốn nói với nàng một điều rằng. Nói gì chàng? Ta yêu nàng. Yêu sao không nhìn vô mặt mà nhìn con ấu con trùng dễ bỏn. Nhìn vào mặt không nói được câu đấy. Đi về đất liền. Không có đâu nàng ơi. Ta đùa đấy nàng à. Chàng ơi.
quá, cái tiết mục này là cái tiết mục gì Út? Dạ cái này là tiết mục ảo thuật Tết Đoàn Viên anh hai. Tết Đoàn Viên vậy ba anh em mình đây còn ba đâu? Ờ đúng rồi. Ba là người lớn là em phải mời ra chứ em không có biến ra được. Để kêu ba nha. Rồi rồi rồi. Ba ơi. Phải có ba, ba mới duyệt chứ. Mời ba ra ba ơi. Dạ. Ủa? Ba đi từ từ chừng té nha ba. Trời ơi con nói rồi mà ba. Ê ba đi 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 ba từ từ nha ba. Dạ. Kêu ghế lên ba ngồi anh. Dạ, ba ngồi đây nha ba. Đó, dạ. Ê Út Út mày nói chuyện với ai vậy? Trời ba đang ngồi đây đâu không thấy hả? Ê mày khùng nha mày. Hôm nay mùng 1 Tết nha, ba còn sống chứ không phải chết đâu mày nói chuyện như hồn ma giúp dữ vậy? Thì ba còn sống ba đang ngồi đây nè. Trời anh nói ba hồn ma, ba nghiến răng ba giận anh kìa. Đây rớt 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 đồ ba ơi. Rớt dạ. Gì vậy? Hàm răng. Trời. Tao nói mày nghe nè. Từ cái ngày mà nó diễn ảo thuật nha, cái đầu óc nó sao sao á. Nó trên mây không mà nó có triệu chứng dữ lắm. Ê! Ba hỏi là ai có nhìn thấy ba không kìa. Ba nói là chỉ có những người thương ba mới nhìn thấy ba đó. À thì... Thấy. À thấy. Thấy. Ba đâu? Ba ngồi trên ghế kìa. Ba qua đây nằm rồi mà anh nói ba còn ngồi ghế kìa ba. Thôi tao thấy mày khùng quá rồi. Mày đừng có diễn gì hết. Đi khám bác sĩ đi. Đi lên bệnh viện à, gấp. Lên bệnh viện là hai anh đó. Cái gì? Coi nè. Đây. Nó khùng lắm rồi. Đây. Hey. Hả? Oh. Ba. Trời ơi ba. Trời. Ba. Tụi mày vui xong chưa? À, dạ. Dạ. Con xin lỗi ba. Tại vì cái tiết mục này con nhờ người ngoài không ai giúp hết, cho nên con phải nhờ người trong nhà. Nhưng mà ba coi trên TV David Copperfield, người ta chỉ giấu người vài giây thôi. Con giấu nửa ngày không cho ăn cho uống, chết đói đi tù nha con. Đấy là hả? Dạ. Mày kỳ ngốc. Nhưng mà ít gì con cũng có tiết mục để phụ ba diễn văn nghệ trong sớm. Trong khi đó là hai anh đâu có tiết mục gì đâu. Út nói ba mới nhớ đó, thằng hai mày bước lên. Ủa gì ba? Ngày xưa là má mày đẻ mày cạnh bếp lửa. Ba hướng nghiệp cho mày cái nghề múa lửa mà tại sao mình theo nghề khác? Dạ thưa ba, ban đầu á là con cũng theo lời ba, quyết tâm trở thành một diễn viên phun lửa. Nhưng khi con bước chân vô Sài Gòn, con đã đụng phải một vị cao nhân phun lửa, đó là anh Dương Lâm Đồng Nai. Ba biết không, anh phun lửa ghê lắm. Anh phun là từ chương trình này qua chương trình nọ, anh phun cháy hết màn ảnh nhỏ của các hộ gia đình đó. Bắt đầu nhà đài đã nhiều lần cấm sóng nhưng mà anh vẫn phun đó. Con mới cảm thấy là con không thể nào bước qua được cái bóng quá lớn của anh ta. Con mới quyết tâm là con rẽ theo một hướng khác. Và bây giờ sau bao nhiêu năm phấn đấu, con đã trở thành một diễn viên hay. Hay quá anh hai ơi. Nói chung là con của ba đó, thích theo nghề gì là ba ủng hộ hết. Rồi bây giờ cái sự nghiệp hài của con nó tới đâu rồi? Không giấu gì ba, mấy năm qua con không về quê ăn Tết là tại vì con kẹt đi diễn hài. Con đã cùng với chị Kiều Anh lập nên cái nhóm hài Đà Lạt Phố đó, đi diễn khắp 65 tỉnh thành đó. Từ già tới trẻ, từ con trai hay là con gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai đang ở trong xã hay ở cùng thôn, nói chung chỗ nào có người là có tiếng cười của con. Hài kịch là vô địch. Hay quá con ơi. Mấy năm rồi ba đứa chưa có về ăn Tết. Năm nay về là con phải diễn một tiết mục hài thật là hay để cho bà con hàng xóm ở đây coi nha. Nói bà nghe, cái hài nó khó lắm. Diễn đôi lúc nó vui nhưng đôi lúc lại không vui. Nhưng mà với kinh nghiệm con bao nhiêu năm này, con diễn là phải vui. À, sau đây con diễn một cái trích đoạn mà là trong một cái tiểu phẩm nhỏ nhất, mà cái tiểu phẩm này là ăn khách nhất. Con diễn tới đâu cười tới đó. À, ba với hai em coi nha. Diễn đi con. Ngày xưa có một cậu bé sinh ra trong một gia đình rất là may mắn, vừa mất cha mà vừa mất mẹ. Cậu bé vẫn không đầu hàng số phận, cậu bé quyết tâm nghỉ học. Cậu bé xin vô làm việc trong một cửa hàng giao bánh pizza. Một ngày nọ, cậu bé giao bánh ở một chung cư. Trong chung cư có hai vợ chồng đang sống thử. Khi cậu bé giao bánh đến, hai vợ chồng họ xảy ra cãi vã, xô xát và đâm chém lẫn nhau. Cậu bé mới quyết định lấy hết sức bình tĩnh, quay trở về. Và kể từ đó, hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau. Và tiểu phẩm con xin phép. Hai đứa có biết vì sao Tết năm nay ba tháo máy lạnh ra không? Sao ba? Thằng hai nó về đó. Kỳ vậy bác, nó diễn hài lạnh quá. Ồ. Có như nó là phải 3-4 ngựa, còn cái loại máy lạnh ngựa dưới là không ăn thua với nó. Con là con đẻ cạnh bếp lửa, ba thấy con diễn là có lửa đó. Nhưng mà hình như lửa nó đốt cháy hết miếng hài hay sao á. Ờ. Cho nên nó không vui. Đúng rồi, anh nên quay lại với cái nghề múa lửa đây, em thấy hay hơn á. Mình nín đi,
Nói đi, mày biết gì mày nói hả? Mày làm được cái gì mày làm con coi hả? À, thì tôi á, thì tôi không có bằng anh hai gì hết, nhưng mà tôi được cái là nghe lời ba. Ba có nhớ không, từ nhỏ ba đã dạy con đánh guitar, nên khi lớn lên con đánh trống rất là giỏi, và hiện tại con đang trong một đoàn xiếc khỉ. Thằng này duyên dáng mày. Ba, cái câu đó nói có gì đâu hài đâu mà ba cười. Hai, nó nói duyên dáng lắm. Hai đâu mà hài, hài hài chỗ nào? Thôi anh hai đừng có nóng, nóng máu không lên tới não người anh, nó nhão ra đó anh hai. Người nó nhão ra nó lên não. Cái câu đó, cái câu đó đâu có gì vui đâu. Câu đó nó vui, nói tiếp đi con. Không, 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 cái câu, để con nói câu đó, để con nói câu đó. Anh đừng có nóng, anh mà nóng là máu nó lên não. Máu lên não là người anh nó nhão ra đó. À, sau đây con xin được nhảy. Nhảy đi con. Vô, hey. Con nhảy cái điều gì vậy? Dạ ném đá dấu tay đó ba. Điều gì vậy anh ba? Ngậm áo con người đó. Nãy giờ là con nhảy cái điệu là nhân tính á, sau đây con được nhảy cái điệu thú tính. Thú tính nó khác nhân tính, ở chỗ là nó phải căng lên. Đó, wow, wow, đó, đó, nhảy, wow, wow, mỏi quỳ. Thôi, xe hốt chó nó hốt ba đứa luôn đó. Tết tết con chó mình phải sổ chứ bà. Tiếp đi, đi anh, tiếp đi. Thôi thôi thôi, bà thấy như vậy là vui rồi. Nhưng mà mình diễn cho bà con xóm mình coi đó, là phải tập lại chỉnh chu nhá. Làm sao mà làm nở mày nở mặt ba đó. Dạ. Thôi, hôm nay thì nhân dịp năm mới, ba chúc ba đứa con của ba có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp. Dạ. Dạ cảm ơn ba. Bây giờ con là con trai lớn nè, con thay mặt mấy đứa em con chúc Tết ba nha. À, mời ba ngồi đây. Ừ, chúc đi con. Dạ, kính thưa ba, người ta thường hay nói rằng đó, hủ tiếu là phải có nước lèo, bánh bèo phải có nước chấm, và bò nhúng giấm phải có mắm nêm. À, chính vì vậy mà ba là phải có thêm má, cho nên chúc cho ba là mau đoàn tụ với má. Bà đẻ thằng con nó vừa có hiếu mà vừa có duyên đấy chứ. Nó chúc một hồi tôi mới lên bàn thờ ngồi với bà rồi đó. Ba này kỳ quá, con là diễn viên hài mà con phải chúc vậy nó mới hài chứ ba. Bây giờ con có muốn thấy hài không? Muốn. Chúc đi con. Ủa đây con chúc hả ba? Ủa ba cười cái gì vậy? Ba gì đâu cười? Nó diễn cái nét giật mình á. Ba duyên dáng lắm luôn đấy. Chúc dạ, con chúc nha ba. Vô. Tết đến rồi thì niềm vui sẽ đến thôi. Mọi thứ đổi mới cây lá cũng râm trời. Mọi người được vui vẻ là con có thêm tiền lẻ. Người già được mạnh khỏe là con nít nó không có ghẻ. Ba má được tươi trẻ là con lại có thêm tiền lẻ. Đầu năm chúng Tết được mê ba má dẫn đầu cho một buổi. Ba má dặn con là khi đi học phải học cho giỏi, có làm gì xấu thì phải tự động sửa đổi. Nếu biết thì nói, không biết thì hỏi anh cái gì ra người phải ra thì biết lỗi thôi, chứ con sống có chồng việc mình làm. Dù sống dù chết thì con vẫn là người Việt Nam, Việt Nam. Ba. Hay quá con ơi. Hả? Ba lì xì cho con. Dạ cảm ơn ba. Ủa anh chúc gì mà ba lì xì á? Tao nghe thấy thì tao chết liền á. Vậy sao ba khen như vậy? Tao thấy nó có tiết tấu, không bị trì là ba lì xì. Cảm ơn ba. Vậy con cũng muốn lì xì. Út à, ba là ba thương con nhất đó. Bây giờ chúc cái gì để ba lì xì cho? Con có một món quà muốn tặng cho ba. Mua món quà gì mà ôi dồi nó to thế con? Cái gì trong này vậy con? Dạ không có gì ba. Cái quà đâu? Bây giờ nè, bây giờ đây ba phải đi vô đây đó. Bây giờ ha, con ẵm ba vô nè. Đây ẵm ba vô. Đúng rồi. Không vô là có quà hả? Quà đâu con? Dạ đâu có ba. Thế quà đâu? Bây giờ ba phải ngồi xuống. À ba ngồi xuống rồi con ném quà vô hả? Dạ con sẽ đóng nắp lại, xong cái con lấy cái cây con đâm vô cái thùng. Con biết là ba sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, nhưng mà ba là người hướng cho con ảo thực, cho nên là ba cần phải giúp đỡ con tiết mục này để sau này con có thể diễn ra thế giới với ba. Đúng ba. Mà vấn đề quan trọng là ba đang ngồi trong này mà. Thì ba ngồi trong này con mới đâm. Bây giờ ba ngồi xuống đi. Đúng. Ê, ngồi ba, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi. Đi chết phải từ từ chứ. Bây giờ món quà tặng cho ba xin phép bắt đầu.
chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi áo im khi tôi buồn vui, đôi chân thon thả cuốn yêu mang tên Bobby. Yeah, mặc quần áo đẹp nàng ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào mừng em mới bắt đầu đi. Chào bạn Út ơi, diễn chuyên nghiệp quá. Cái tiết mục này là mày diễn hoài luôn đúng không? Dạ lần đầu á anh. Vậy mày giỡn không? Mày chưa thử lần nào mà dám đem ba ra mày thử là sao? Không, em tập kỹ rồi. Mà mày tập với ba chưa? À, em chưa tập với ba. Trời ơi, thì mày hại ba rồi. Mày hại ba rồi. Ba ơi. Ba ơi. Ba. Ba. Mấy anh ơi. Ba. Đâm hay lắm. Dạ con cảm ơn ba. Nhưng ba né hay hơn. Jacket cái áo thì đa ba mua ở Canada rồi. Bây giờ ba đứa đứng đó, ba đi vào thay áo. Nó tặng quà gì áp lực thế. Ba chốt cả khu dưới luôn rồi. Trời ơi, cái thằng Út này. Mày lại đây. Mày tập đành chưa có đàng hoàng mà mày dám mày đem ba ra mày thử là sao? Lỡ có chuyện gì là sao nè? Thôi anh hai ơi, ông anh hai mà ông không biết càng nó, ông còn suối nó đâm ba nữa. Mày là cái thằng mà đâm mà tao nói thiệt nghe, mày là mày suối nó nhiệt tình nhất nè. Đó, hai anh cãi cái gì em đi. Nhưng ít gì em có tiết mục để diễn cho ba trong cái xóm này còn hai anh hả? Năm nào anh cả hai anh cũng không về, chỉ có một mình em về thôi. Bởi vì em mới về đủ. Thôi. Ba thằng bay làm cái gì thế hả? Mấy năm rồi ba thằng bay mới về ăn Tết mà tụi bay đứng ở đó cãi nhau à? Tụi bà con hàng xóm nó nhìn vào còn gì là mặt mũi của ba nữa. Ba đứa bước lên. Hôm nay ba sẽ dạy cho ba đứa một bài học. Ba đã dạy các con bao nhiêu lần rồi. Bây giờ ba đứa cầm ba chiếc đũa này đi. Cầm đũa làm gì vậy ba? Bẻ đi. Ba, ba muốn dạy tụi con điều gì của ba chiếc đũa này ba? Đó, các con thấy đó. Nếu chỉ có một chiếc đũa riêng lẻ, các con bẻ thế rất dễ. Nhưng các con cầm ba bó đũa này đi. Bây giờ các con bẻ đi. Ba à, ba muốn dạy tụi con điều gì qua ba bó đũa này hả ba? Đó, các con. Là dạy điều gì ba tối ủa cái này ba? Ý là ba là Tết nhất là đi ra chợ mua đũa tốt nha, mua ba cái đũa dởm nó bẻ cả bó luôn, gãy luôn. Ủa nhưng mà ba ơi, là cái bẻ đũa này có liên quan tới bài học đoàn kết của anh em tụi con không ba? Dạ đúng rồi ba. Mày đừng có nhắc nữa. Ý đoàn kết ở đây là ba nói là ý ba nói là bây giờ mình bẻ đũa rồi, mình vô mình dọn cơm đi ăn bằng máng, hiểu không? Ừ, đi vô trong dọn cơm đi mấy đứa. Đi. Anh sao đi quá. Tôi năm tổ trưởng xin gửi lời chào toàn thể quý vị sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Tiếp chúc lời chào đầu tiên, tôi thư ký tổ trưởng chúc lời chào thứ hai y như lời chào thứ nhất. Ê con đi lời chào y chang là chúc tao chúc chi. Quang Chi Đức một. Ủa anh Năm. Anh Tư. Trời ơi bữa nay làm gì mà anh qua nhà em mà không khí nó vui thế. Anh thấy không, mấy năm trước nghe đi là lân đi, năm nay đổi mới mình chơi vũ đoàn không anh. Vũ đoàn mà sao nhìn mặt mà nó vô hồn thế. Trời ơi nó nhẹ nhẹ á mới hợp với cái tên của nhóm. Tên gì? Vũ đoàn lạc hồn là... Anh thông cảm, mấy đứa này mới trong trại cai nghiện đi ra. Đây. Cái gì vậy anh Năm? Mùng một Tết mình dẫn cai nghiện một nhà em. Anh lại kỳ thị nữa rồi nè, phải cho mấy đứa nhỏ nó hòa nhập cộng đồng chứ anh. Sẵn đây nè, sẵn đây là Tết đến xuân sang ha, chúc nhà cửa khang trang ha, an toàn nhà hàng, nhớ đến truyền thông khang mà xem cười xuyên diệt. Hôm nay tôi qua đây á là để tặng quà cho anh. Mấy đứa vô. Trời ơi năm nay có quà anh Năm. Có chứ anh. Trời ơi năm nay có. Lại nữa rồi anh Năm. Đâu có, mới luôn á. Cái này thứ hai rồi. Đâu có, anh là người đầu tiên luôn á.
Không có, bây giờ anh nói em chui vô đây rồi anh lấy cây anh đâm đúng không? Ai nói vậy? Ê này, tôi nói anh nghe. Mỗi năm phát quà kia người được cái này, người được cái kia phân bì dữ lắm. Năm nay trọn gói bỏ vô thùng, thọt tay vô lấy được cái nào hay cái đó. Lấy một hai ba lấy dạ, nha. Dạ, dạ. Một, hai, ba, lấy lên. Chúc mừng người được bó đũa. Đúng là quà lưu niệm. Nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá anh Năm à. Anh thích là tôi vui rồi. Em thích lắm. Anh biết không, năm nay kinh phí hạn hẹp nên chủ yếu tập trung vào những cái gia đình neo đơn thôi. Không có. Vậy anh Năm bậy. Bậy gì? Gia đình em làm gì có neo đơn, nhà em là đông vui lắm. Nói gì mới nói nhỏ vậy hả? Dạ. Trời ơi, tức tắc quá, làm gì này tắc tắc quá thư ký. Chú, nghe nói mấy anh về chú. Ừ. Mấy anh là một cây văn nghệ con biết nha. Bây giờ chú kêu mấy anh ra đây đăng ký tiết mục văn nghệ diễn cho sớm mình. Chú kêu là không có kêu thường nha. Chú kêu nó ra là phải bằng một tiết mục ảo thuật. Ảo thuật nữa hả chú? Mấy đứa đâu rồi? Cụ bác đi. Là ông ảo thuật hay lắm đó. Vậy hả chú? Ừ. Đó. Ủa mấy đứa ra ngoài ra đây chơi con trốn hoài con. Ủa anh, mấy đứa nhỏ đâu? Đây nè, ba đứa con tôi đó. Năm nay là tôi có tiết mục phục vụ bà con nha. Ba đứa này nó giỏi lắm. Đó, thằng này này, nó biết ảo thuật, nó biết đâm á. Còn đây, cái thằng mặt sẹ này, nó có duyên lắm. Còn cái thằng xù này nè, nó biết nhảy anh. Nó biết nhảy đó. Năm nay là gia đình tôi là sẽ làm một tiết mục mà bà con hàng xóm sẽ phải vỗ tay. Vậy là sao hả chú? Nè, chú nói mày nghe. Ổng ngày xưa á là một nghệ sĩ ảo thuật siết nổi tiếng. Ổng thương mấy con chó như là con của ảnh vậy đó. Đó. Rồi ba đứa con của ảnh bây giờ nó theo nghệ thuật. Mấy năm rồi Tết nó không có về. Ổng nhớ con vậy đó. Thôi anh Tư, tôi qua còn đi phát quà vòng vòng xóm nữa. Thôi tranh thủ xong á rảnh rỗi tôi qua nói chuyện với anh nha. Nhớ tội nghiệp, thương nhớ con riết lẫn luôn. Đi mấy đứa. Chú nói ba lẫn nhưng mà ba không có lẫn ông đúng mấy con. Ba biết á, mấy anh của tụi con á là làm trong đoàn văn công mà. Là Tết là phải đi theo đoàn văn công phục vụ lời ca tiếng hát, mang niềm vui thế cho bà con đúng không? Còn ba ấy thì ba chỉ buồn một chút thôi. Ba vui. Ba vui lắm. Bởi vì chỉ cần có ba đứa con thôi là ba vui lắm rồi mấy đứa à. Tết năm nay đó, gia đình mình vẫn phải có một tiết mục để phục vụ cho bà con xóm mình nha. Nào, bây giờ cùng tập với ba nha. Xuân ơi, xuân xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui như ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Tiếng chúng ta thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Những năm mai vang chào mừng xuân xa. Em là ai mà báo chàng trai nhìn em là say? Thì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô la la, mẹ còn cam đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey, con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má con giận luôn đi. Mẹ hát hại máu luôn đi. Hát chứ con hại lợi luôn à? Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á.
Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Cái cảm bạn nó cắt tóc mày xấu quá, lại nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con mẹ thương, mẹ thương nè. Con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con nha. Khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi thương nè. Tin của mẹ nè. Nói cho mẹ nghe đi. Ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như vậy. Thôi mẹ ơi. Mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi. Con đốt rồi. Bà đốt rồi. Thầy ơi. Thầy ơi, bà cám. Bà con gái mà có ác quá vậy. Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà. Ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi. Mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn rồi. Trời ơi, có cái nhà mà đâu đốt. Rồi ra chuồng heo ở như mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Đang thang thang đi muốn cắt kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con thử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con. Con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi. Không phải, không có ai dám đẹp bằng cưng. Đúng rồi, không có ai dám đẹp bằng cưng. Trời ơi, dối lầm quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội, mình không chỉ mặc đồ đẹp. Dạ mình con. Không chỉ hát hay. Mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Đẻ ra mẹ bà nấu cá mà mày trả ra anh quốc gia với mày nha. Bỏ như mày. Dạ mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao ơi, tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi. Tài ơi, ngồi xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè Tài ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha, con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Tại sao tao nói giảm nó tránh mẹ không chỉ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè. Chị Tấm kỳ lắm. Ủa Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con.
Không phải, con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho chó con? Không. Cho chó mẹ? Không. Cho chó cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi sao hả? Không phải, chị Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà. Tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn ý. Ý con nói là chị Tấm, chị giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn, chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi, mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cắt ra. Mẹ làm con gì? Cắt ra đi. Mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bóng. Bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn ý. Bây giờ phải làm sao hả mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi, bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nó tại sao vậy con? Ngốc mẹ ơi. Mày núp đi, thằng mạnh này nó thốn nha. Bóng ơi, bóng, chị Tâm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi, ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tấm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi, em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nói sao con? Bóng là bóng là bóng là bóng. Bang là bang là bang là bang. Bóng xà bang là bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ bây giờ bắt con cái bóng nào mẹ? Bây giờ à, mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang bang. Bóng bóng bang 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 bang. Đâm bàn quá mẹ ơi. Bóng bóng bang bang lên cơm bạc nhà ta chứ cơm hộp cháu qua nhà ngươi. Đúng không con? Mẹ thật kỳ diệu. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, con bóng nó lên rồi hả? Mẹ bắt cho nó đi mẹ ơi. Mẹ ơi. Từ nãy giờ kêu chết luôn. Mẹ bắt đi mẹ ơi. Ê, con ơi, chết rồi. Con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, chết rồi. Mẹ ơi. Cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi! Ủa? Cám? Sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ? Chị đã giết mẹ rồi! Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo, chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là bé bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao, đánh nó. Đánh mẹ. Nó